Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 48. Gian tế, Vương Sùng Tiên cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ mờ mịt, sau này tôi cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng gian tế là ai? Bạch Vân Quan, Võ Đang, Mao Sơn, Phủ Thiên Sư, Nga Mi, Vương Ốc, Ủy Vũ, Thanh Thành, Trung Nam, Thần Tiêu đều là danh môn chính phái, còn có mấy vị tán tu và cao tăng Phật môn, nhưng trong trận chiến đó, bọn họ đều đã chết rồi, vậy gian tế từ đâu tới? Ha 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 ha, Lý Dục Thần nghe vậy thì cười rộ lên, hay cho cái gọi là danh môn chính phái. Các người quá coi trọng bản thân rồi, chính và tà nằm ở lòng người, chưa bao giờ nằm ở môn phái. Sự thành kiến giữa các môn phái sẽ chỉ khiến huyền môn suy thoái. Ông không biết gian tế là ai, vậy để tôi nói cho ông biết. Cậu biết, Nguyên Định Nhất chính là gian tế. Đạo trưởng Nguyên, Vương Sùng Tiên sửng sốt, ông ta là đạo sĩ của Vạn Chữ Cung ở Mao Sơn, pháp lực cao cường. Kể từ khi Tự Lão Cung chủ đi về cõi tiên, ông ta liền phụ trách Vạn Chữ Cung. Sao ông ta có thể là gian tế của ma giáo? Về cõi tiên cái chó gì, chính ông ta đã giết Lão Cung chủ. Người này vốn là người Vu tộc, nửa chừng xuất gia đổi thành đạo sĩ, đến Mao Sơn lại giết sư diệt tổ, đây là điều không thể tha thứ nhất. Lúc trước tôi đã ở Vạn Chữ Cung Mao Sơn, trước mặt đệ tử Mao Sơn, tiêu diệt cả thể xác và tinh thần ông ta. Những lời này là sự thật sao? Vương Sùng Tiên sửng sốt. Ông không tin đệ tử Thiên Đô sao? Lý Dục Thần lấy Thiên Đô lệnh ra, chiếu vào không trung, đột nhiên lộ ra hàng ngàn kim quang. Vương Sùng Tiên vội vàng khom người hành lễ, bần đạo không dám. Lý Dục Thần thu Thiên Đô lệnh lại, nói chậm rãi, nếu tôi đoán không sai, còn có một người khác cũng là người của ma giáo. A, trưởng môn Vương Ốc Nguyệt Tiên Lăng. Nguyệt Tiên Tử, sắc mặt Vương Sùng Tiên khẽ thay đổi, nhưng lại không kinh ngạc như lúc nói Nguyên Định Nhất, tôi cũng từng nghi ngờ bà ta, nhưng Vương Ốc là một giáo phái chính thống của huyền môn, là đại phái của tiên gia, lại là động tiên đệ nhất trên thế gian ngoài Côn Luân. Nguyệt Tiên Lăng là trưởng môn Vương Ốc, quản lý Vương Ốc gần trăm năm, cũng được công nhận là tiên tử sống, là nữ tu hạng nhất. Làm sao bà ta có thể dính líu đến ma giáo? Không có lý do gì cả. Với năng lực của bà ta, trên có thể đến Côn Luân, dưới có thể tiếp tục chấp trưởng Vương Ốc, ma giáo có thể cho bà ta lợi ích gì? Lý Dục Thần cau mày, nói, có lẽ bà ta vốn là người ma giáo cài vào huyền môn. Tôi hỏi ông, đêm đó, phía các ông đã chết bao nhiêu người, còn có ai sống sót? Vương Sùng Tiên tựa hồ có chút bất an buồn bã, nói, trận chiến ấy rất bi thảm, đại đa số mọi người đều chết trận. Một số ít phá vòng vây lao tới cũng đều bị trọng thương, không lâu sau liền qua đời. Chỉ có một số ít người sống sót, ngoại trừ tôi, còn có Tố Vân Tiên cô phái Nga Mi, Vân Hổ Thiên Sư của Long Hổ Sơn, đạo trưởng Lâm Thiết Phong phái Thần Tiêu, và sư huynh Lục Vân Long phái Võ Đang. Ngoài ra, còn có Nguyên Định Nhất của Mao Sơn và Nguyệt Tiên Lăng của Vương Ốc. Lý Dục Thần căm hận nói, 10 đại môn phái, có trưởng môn 7 phái trốn thoát, so với nhà họ Lý thì các người thê thảm đến mức nào chứ? Ông nói cho tôi biết, nhà họ Lý có bao nhiêu người trốn thoát? Vương Sùng Tiên trầm mặc hồi lâu mới nói, không ai sống sót. Tại sao? Lý Dục Thần đột nhiên lớn tiếng, gào thét gần như khàn cả giọng, tại sao? Tại sao các người tự xưng là tu sĩ môn phái nổi tiếng trừ ma bảo vệ chính nghĩa, phù hộ muôn dân trăm họ trong thiên hạ, nhưng nhà họ Lý lại không có ai sống sót? Vương Sùng Tiên cúi đầu. Một lúc lâu sau, ông ta mới nói, đây là tội nghiệt cả đời không thể gột rửa được của chúng tôi. Tôi thường hối hận, tại sao ngày đó tôi không chết, nếu tôi chết, tôi sẽ không phải đau khổ nữa. 20 năm qua, tôi như rơi vào địa ngục, không lúc nào là không chịu giày vò. Tôi tin những người khác cũng giống như vậy. Thật ra chúng tôi vốn đều phải chết, có thể sống sót đến bây giờ chỉ vì mục tiêu của ma giáo là nhà họ Lý chứ không phải chúng tôi. Trong trận hỗn chiến năm đó, tôi đã gặp được ông nội Lý Thiên Sách của cậu. Lúc đó ông ấy chỉ nói với tôi một câu rằng, nhà họ Lý chạy trời không khỏi nắng, ngày nào đó sẽ phục. Hưng, để tôi có thể giúp đỡ. Đây cũng là lý do tại sao tôi đã bỏ lại bài thơ và câu thơ đó trước khi bế quan. Tôi cảm thấy áy náy trong lòng, khó trừ được tâm ma, cho nên liền đóng cửa sinh tử, chờ hậu nhân nhà họ Lý xuất hiện, báo tên và hát câu thơ này. Nếu tôi không đến thì sao? Vậy thì tôi cũng chỉ có thể chết già. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chấm.
Tôi và Tố Vân Tiên cô cùng nhau xông ra khỏi vòng vây. Ban đầu chúng tôi định điều động quân tiếp viện ngay lập tức, chúng tôi đều bị thương nặng, chạy đến khi còn một hơi cuối cùng đến cửa Bạch Vân liền ngất đi. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, tôi lập tức phái người ra ngoài hỏi thăm tin tức, mới biết nhà họ Lý đã không còn. Không chỉ nhà họ Lý ở thủ đô, mà cả sản nghiệp nhà họ Lý ở các nơi, cũng như dòng họ hàng thân thiết của nhà họ Lý, hễ là người nhà họ Lý đều đã biến mất khỏi nhân gian. Chỉ riêng nhà họ Lý ở thủ đô đã là mấy trăm người. Vương Sùng Tiên vô cùng đau đớn, tự trách nói. Tôi luôn cảm thấy những người này đều chết trong tay tôi. Nếu không có chúng tôi, có lẽ ma giáo đã không nuốt chửng nhà họ Lý dễ dàng như vậy, nếu như chúng tôi có thể sớm cùng bắt tay với nhà họ Lý, bi kịch sẽ không xảy ra. Tự xưng là chính thống, thường xuyên dùng khẩu hiệu thay trời hành đạo, nhưng lại nối giáo cho giặc, trợ giúp ma giáo tiêu diệt một thế gia hào môn cùng mấy ngàn mạng người. Tôi nên xuống địa ngục. Lý Dục Thần có thể cảm nhận được sự đau đớn trong lòng Vương Sùng Tiên, ông ta vừa trải qua lôi kiếp tinh luyện, còn chưa kịp bình tĩnh lại, theo cảm xúc dao động đã bị thần thức của anh bắt giữ. Anh biết Vương Sùng Tiên không hề nói dối, mà thực sự đang tự trách và hối hận. Nhưng anh không có gì an ủi. Giúp ông ta ngăn chặn tia sét kia cũng đã cắt đứt quan hệ, thứ duy nhất còn lại chỉ có Vương Sùng Tiên nợ nhà họ Lý. Cậu giết tôi đi, Vương Sùng Tiên nói. Tại sao tôi lại phải giết ông? Lý Dục Thần cười lạnh, ông muốn chết cho xong việc, mượn tay tôi giết ông, trước khi chết còn có thể giảm bớt tội lỗi do bản thân gây ra trong lòng, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Vương Sùng Tiên cúi đầu không nói gì, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao họ lại muốn tiêu diệt nhà họ Lý. Nhà họ Lý vừa cưới Cung Lăng Yên vào nhà, còn sinh ra một đứa trẻ rất có thể là thiên ma chuyển thế. Vương Sùng Tiên ngẩng đầu, lại liếc nhìn Lý Dục Thần lần nữa. Theo Lý mà nói, bọn họ nên bảo vệ nhà họ Lý, để đứa trẻ lớn lên thuận lợi mới đúng. Cho dù bọn họ muốn bắt đứa trẻ đi cũng có rất nhiều biện pháp khác. Khả năng duy nhất chính là Hồ Vân Thiên giúp Cung Lăng Yên loại bỏ ma tâm, chặt đứt con đường chuyển thế của thiên ma. Nhưng việc này hình như cũng không có ý nghĩa gì. Thiên ma chuyển thế vốn là chuyện hư vô mờ mịt, hết thế hệ thánh nữ ma giáo này đến thế hệ khác, không ai biết đứa trẻ vị thánh nữ nào mang thai mới là thánh thai. Khi nó sinh ra, cơn mưa kỳ dị trong thủ đô kia rõ ràng cũng là do ma giáo cố ý bày ra, mục đích chính là để dụ chúng ta mắc câu, khiến chúng ta tin rằng đây là dị tượng do thiên ma chuyển thế, từ đó gây áp lực lên nhà họ Lý. Làm như vậy mặc dù có thể khiến chúng ta và nhà họ Lý để phải chịu tổn thất, nhưng đối với ma giáo, ngoài việc chút giận ra còn có tác dụng gì? Lý Dục Thần suy tư, đây là điều mà anh nghĩ mãi cũng không hiểu. Ma giáo yên lặng mấy nghìn năm, dưới sự trấn áp của chính đạo, cẩn trọng như đi trên băng mỏng, luôn hành động lén lút, sao lúc này lại gióng trống khua? Chiêng như vậy, không sợ bị bại lộ sao? Tiêu diệt nhà họ Lý thì thôi. Hoàn toàn không cần phải tiêu diệt đông đảo họ hàng nhánh bên của nhà họ Lý trải rộng khắp thiên hạ. Ngoài việc tìm kiếm bản thân anh có thể là một thiên ma chuyển thế, còn có những lý do nào khác chưa được biết đến. Hơn nữa, nếu ma giáo đã gây náo loạn lớn như vậy, tại sao huyền môn và trên giang hồ lại không dấy lên sóng gió gì? Thiên đô lại đang làm cái gì? Đánh giá từ các dấu hiệu khác nhau, cho dù anh không phải là thiên ma chuyển thế, nhưng trong cơ thể vẫn có dòng máu của thiên ma. Lấy tu vi của sư phụ không thể không nhìn ra điều này. Việc sư phụ đưa anh đến thiên đô chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Hàng loạt vấn đề khiến anh ớn lạnh sống lưng, dựng tóc gáy. Anh có nên hỏi sư phụ chút hay không? Sư phụ đang ở trong vạn tiên trận, ngay cả thanh điểu cũng không thể truyền tin đến được. Hay là hỏi đại sư huynh? Đại sư huynh nhất định sẽ không nói. Lý Dục Thần nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định trước tiên gọi điện thoại hỏi Hướng Vấn Tình trước, Hướng sư tỷ yêu quý anh nhất, nếu cô ấy biết thì chắc sẽ nói cho anh biết. Tuy nhiên, khi anh ra khỏi Tiểu Bồng Lai và gọi cho Hướng Vấn Tình thì lại không thể liên lạc được. Lý Dục Thần không khỏi lo lắng, một mình Hướng sư tỷ ở nước ngoài, Nam Dương là trụ sở chính của Huyền Hàng Môn, thần nữ Đại Mã Fatima rất mạnh mẽ. Anh không sợ mình không chịu nổi điều tra, nhưng chuyện của nhà họ Lý còn chưa biết rõ ràng. Thù lớn còn chưa trả, nếu sau khi trở về núi đại sư huynh liền cấm anh xuống núi thì gay. Gần một năm kể từ khi xuống núi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, anh đã gặp rất nhiều người, từ Ngô Đồng Cư, đến Quán Giang Hồ, bây giờ là nhà họ Lý ở thủ đô, Lâm Mộng Đình, Mã Sơn, Đinh Hương,
chị Mai, ông chủ Vương, sư phụ Vinh, lang dụ Văn, ông chủ Hầu, Lâm Vân, Nghiêm Cẩn, Bạch Kinh Kinh, Hoàng Đại Sơn. Chỉ cần Lý Dục Thần biến mất, những người này sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Anh đắc tội những hào môn, tông sư kia, những thế lực giang hồ đó sẽ trút hết mọi oán giận lên họ. Họ đều là người thân, bạn bè của anh, chưa bao giờ rời bỏ anh, thậm chí liều mạng đứng bên anh trong những thời khắc quan trọng. Nếu anh chưa từng xuất hiện, có lẽ tất cả bọn họ đều đã sống một cuộc. Sống bình thường, không có gì xảy ra, nhưng khi anh xuất hiện, vận mệnh của bọn họ cũng thay đổi theo. Đây là nguyên nhân anh mang đến, anh không thể để nguyên nhân này không có kết quả, càng không thể để bọn họ bị tổn thương vì anh. Hạc giấy bay lên, hóa thành thanh điểu, vỗ cánh, xuyên qua hư không rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Thanh điểu vừa bay đi, anh liền nhận được điện thoại của Hướng Vấn Tình. Tiểu sư đệ, em đang tìm chị sao? Sư tỷ, Lý Dục Thần kinh ngạc vui mừng, chị không sao chứ? Chị thì có thể có chuyện gì? Vừa rồi không gọi được cho chị nên em lo lắng. Em còn để Thanh Điểu truyền tin cho Thiên Đô, Thanh Điểu mới vừa bay đi. Không có gì phải lo lắng. Đại Mã là một nơi đầy rừng rậm, không phải chỗ nào cũng đều có tín hiệu. Em thật đúng là, truyền tin cái gì chứ, làm như chị rất bất tài ấy. Tuy Hướng Vãn Tình phàn nàn nhưng giọng điệu lại tràn đầy vui mừng. Thôi thôi, thấy em quan tâm sư tỷ như vậy, chị cũng sẽ không trách em. Lát nữa chị sẽ gọi cho đại sư huynh giải thích chút là được. Nói đi, có chuyện gì? Sư tỷ, em muốn hỏi, chị có biết 20 năm trước ở Thiên Đô có xảy ra chuyện gì không? Lý Dục Thần hỏi. 20 năm trước, Minh Vương lên núi, Hướng Vấn Tình buột miệng nói. Minh Vương lên núi. Lý Dục Thần vốn muốn hỏi 20 năm trước ma giáo xuất hiện ở thủ đô, Thiên Đô có phản ứng gì hay không, nhưng anh không ngờ lại hỏi được một điều như vậy. Minh Vương, hay còn gọi là Minh Thần, chúa tể trong truyền thuyết của U Minh Giới, là một trong năm ma chủ ngoại vực. Quan hệ với thiên ma vô cùng tế nhị, vừa là cấp dưới của thiên ma, vừa là đối thủ của thiên ma. Đúng vậy, Hướng Văn Tình nói, chị nhớ rất rõ sự việc năm đó. Lúc ấy, năng lượng ngoại vực dao động, kiếm khí trong vạn tiên trận ngất trời. Sư phụ cũng tiến vào kiếm trận vạn tiên. Lý Dục Thần cau mày, lại là dao động năng lượng ngoại vực. Hơn nữa, thời gian dao động này rất khớp với thời gian hoạt động của ma giáo trên thế gian, chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Sư phụ vừa đi, Minh Vương đã xuất hiện ở Côn Luân. Không phải Minh Vương ở Minh Giới sao? Kể từ lần thiên ma rơi vào vạn tiên trận, Minh Vương chạy trốn và ẩn náu vào biển Trầm Quang, sau đó không bao giờ ra ngoài nữa. Lần này, người đến Côn Luân không phải là bản thể thật của hắn ta, mà là một phân thân. Biển Trầm Quang, Lý Dục Thần kinh hãi, nhớ tới Minh Phó. Minh Phó, Minh Vương, phân thân, những từ này được liên hệ với nhau, dường như anh nghĩ đến điều gì đó, nhưng không thể tìm ra rõ ràng. Ừ, Biển Trầm Quang có thể coi là một phần của Minh Giới, Hướng Vãn Tình nói, theo truyền thuyết, cách đây rất lâu. 10 vạn kiếm tiên bày trận ngăn chặn đại quân thiên ma, trận chiến đó đã đánh nát không gian của Minh Giới. Minh Giới bị chia thành nhiều mảnh, một trong số đó được gọi là Biển Trầm Quang, nghe nói không có gì có thể nổi trong vùng biển này, ngay cả ánh sáng cũng sẽ chìm. Khi ánh sáng chạm tới mặt biển, nó không thể phản xạ nên khi nhìn từ trên xuống thì mặt biển chỉ có một màu tối đen. Nếu lặn xuống thì cũng tối đen như mực, chỉ khi lặn xuống chỗ sâu mới có ánh sáng, càng xuống sâu càng có nhiều ánh sáng. Khi đến đáy biển thì chỉ có ánh sáng, không hề có chút tối tăm nào. Lý Dục Thần nghe vậy thì trợn mắt há mồm, còn có nơi như vậy sao? Dù sao đều là truyền thuyết, chúng ta không biết là thật hay giả. Minh Giới ít nhất đã vỡ vụn mấy vạn năm, chúng ta mới có vài tuổi, chị nghĩ có lẽ sư phụ cũng không biết. Quan hệ giữa Minh Giới và Biển Trầm Quang, sư tỷ còn biết bao nhiêu? Chị cũng không biết nhiều, đều là truyền thuyết mà thôi. Nếu em có hứng thú thì có thể tới tàng thư lâu của Thiên Đô tra cứu xem có ghi chép gì về phương diện này hay không. Lý Dục Thần kinh hãi. Đại sư huynh Lưu Sùng Tuấn đã là NGT nổi bật trong đám sư huynh đệ rồi, hơn nữa ở trên thiên lộ còn ít có lợi thế, thế mà lại bị một phân thân của Minh Vương đánh bại. Vậy Minh Vương sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Đại sư huynh thua, nhưng mà cũng may là nhị sư huynh đã vấn tình nói. Lý Dục Thần hơi sững sờ. Trong 13 năm ở Thiên Đô, anh chưa từng gặp nhị sư hát cũng rất ít khi nghe người ta nhắc đến. Anh chỉ từng nhìn thấy Tia, các đệ tử của Thiên Đô,
anh nhớ nhị sư huynh tên là Liệt Thừa P. Anh còn cho rằng nhị sư huynh đã chết, đệ tử huyền môn đờ hoặc là bỏ mình lúc trảm yêu trừ ma, đều là những chuyện rất bì. Đúng, nhị sư huynh, lúc Hướng Vấn Tình nói đến nhị sư hu cùng hưng phấn, may mắn mà lúc ấy nhị sư huynh đã dạo chơi tiêu diệt phân thân của Minh Vương. Một kiếm, Lý Dục Thần không ngừng líu lưỡi, nhị sư hô ư. Đương nhiên rồi, nhị sư huynh là một thiên tài, là thiên tài gì cả sư huynh đệ chúng ta. Sư phụ còn từng nói không còn gì có nữa, cho nên để huynh ấy đi vân du tứ hải, tự mình đi ngộ đạo. Hướng Vấn Tình nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, cười khan tiếng, nói, nhưng mà bây giờ, tiểu sư đệ mới 20 tuổi đã đờ. Thiên, sư phụ cũng nói đệ là người đầu tiên trong vòng năm chăn nghĩ, ngoại trừ kiếm thuật ra, sau này thành tựu của đệ chắc chỉ thua kém nhị sư huynh. Vậy sau đó nhị sư huynh đã đi đâu? Vì sao đệ chưa bao giờ ấy? Lý Dục Thần hỏi. Hướng Vấn Tình trầm mặc một lúc mới nói, sau khi nhị sư L phân thân của Minh Vương đã cầm kiếm rời đi, chỉ nói là một mì trầm quang tìm kiếm chân thân của Minh Vương. 20 năm không có tin tức gì. Hướng Vấn Tình không nói rõ, Lý Dục Thần lại hiểu, chắc hải đã giữ nhiều lành ít. 20 năm, sư phụ không đi tìm sao? Đã đi tìm, hơn 10 năm trước, sư phụ xuống núi chính là ở huynh. Kết quả không tìm được nhị sư huynh, lại ôm đệ về, hó dài. Hai, thiếu mất nhị sư huynh, lại có thêm một tiểu sư đệ nhị đều là thiên tài, đây cũng là ý trời đi. Có lẽ nhị sư huynh còn sống thì sao, Lý Dục Thần nói. Hy vọng như thế đi, Hướng Vãn Tình thở dài. Biển trầm quang, Lý Dục Thần lẩm bẩm đọc cái tên này, minh quỷ kia, sư tỷ, tỷ có biết biển trầm quang ở đâu không? Biển trầm quang thuộc về một bộ phận của minh giới, từ tỷ A vốn dĩ có hai con đường để đến đó, Hướng Vấn Tình nói. Mộ Nhược Thủy ra Côn Luân, quấn quanh núi Bất Chu, thông ra thế. Biển trầm quang thuộc về một bộ phận của minh giới, từ thế giới của chúng A vốn dĩ có hai con đường để đến đó, Hướng Vãn Tình nói, một là Nhược Thủy. Nhược Thủy ra Côn Luân, quấn quanh núi Bất Chu, thông ra thế giới biển, tương thông với 3000 thế giới bên ngoài. Nhưng từ sau trận chiến thượng cổ thần ma, núi Bất Chu đã đứt, Nhược Thủy cũng theo đó mà cạn nước. Con đường thứ hai thì sao? Con đường thứ hai là vào Hoàng Tuyền, đi qua 18 âm sơn, nhân gian gọi là 18 tầng địa ngục, có thể đi tới minh giới. 18 tầng địa ngục chính là 18 tầng thế giới nhỏ, mỗi một giới đều có một chủ thần. Muốn thông qua 18 tầng địa ngục khó như lên trời. Không có con đường nào khác ư, Lý Dục Thần cảm thấy rất kỳ quái, nghe có vẻ hai con đường này đều không thể đi được, nhưng nếu đã không làm được, vậy phân thân của Minh Vương ra. Ngoài kiểu gì? Nhị sư huynh lại xuống dưới đó như thế nào? Theo tỷ được biết là không cớ, Hướng Vấn Tình nói, nhưng mà ai biết được, đó đều là truyền thuyết. Có lẽ nhị sư huynh và sư phụ biết thì sao? Lý Dục Thần cảm thấy nhất định còn có con đường khác. Minh Vương có lẽ có thực lực cường đại, có thể thông qua 18 tầng địa ngục, nhưng phân thân Minh Phó đi ra khỏi biển trầm quang như thế nào? Dù sao cũng không đến mức phân thân của Minh Phó vẫn luôn du đãng trên thế gian đi. Anh lại hàn huyên vài câu cùng Hướng Vấn Tình, cũng hỏi không ra quá nhiều điều hữu dụng, sau đó liền cúp điện thoại. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, cũng càng ngày càng liên quan ra rộng hơn. 20 năm trước, Minh Vương lên núi, thiên đô xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể để ý tới chuyện ở thủ đô được rồi. Thế nhưng thời gian Minh Vương lên núi cũng quá đúng lúc đi, còn có năng lượng kiếm trận vạn thiên bảo vệ ngoài thế giới ba động nữa. Nếu như những điều này đều có liên quan đến việc nhà họ Lý ở thủ đô bị diệt môn, như vậy phía sau chuyện này nhất định còn ẩn giấu bí mật không thể để ai biết nào nữa. Lý Dục Thần biết chỉ sợ không thể phá giải được bí ẩn này ngay được, bởi vì liên lụy quá rộng quá sâu, chỉ bằng thực lực của anh, sẽ không có cách nào tiếp. Tục được rất nhiều chuyện. Ít nhất cũng phải mạnh như nhị sư huynh, dám một mình đến biển Trâm Quang, mới có thể tra được. Nhưng mà cũng may là anh đã nắm giữ rất nhiều manh mối. Lý Dục Thần nhớ tới Lâm Thượng Nghĩa từng nói với anh một câu, tìm không thấy hung thủ, thì cứ để hung thủ tới tìm mình. Đây cũng là một trong những mục đích mà anh vẫn luôn cố gắng phục hưng lại nhà họ Lý, để những người sợ hãi nhà họ Lý tồn tại tự mình nhảy ra. Bây giờ việc phục hưng lại nhà họ Lý đã ở trong tầm tay. Về phần đám người Kim Tam Mộc còn sống hay không, vậy chỉ có thể xem ý. Trời thôi! Sau khi Lý Dục Thần gửi tin nhắn cho Lâm Mộng Đình liền trực tiếp đi đến núi Vương Ốc.
anh có thể không truy cứu những người khác, nhưng Nguyệt Tiên Lăng thì không được. Người này là kẻ cầm đầu diệt môn nhà họ Lý, cho dù có phải bà ta âm thầm cấu kết với ma giáo hay không, bà ta vẫn không thể trốn tránh được trách nhiệm, Lý Dục Thần không có khả năng buông tha cho bà ta. Động Thiên Vương Ốc được gọi là một trong 10 động thiên đứng đầu, nghe nói tự hình thành kết giới, bên trong kết giới rộng đến hàng chục ngàn dặm, nhưng mà vì Bái Thanh Hư chân nhân là tổ sư gia nên còn được gọi là Tiểu Hữu Thanh Hư Chỉ Thiên. Nếu muốn hưng sư vấn tội với trưởng môn của một môn phái lớn như vậy, Lý Dục Thần cũng không tiện quá trực tiếp, ít nhất cũng phải trước biết rõ Nguyệt Tiên Lăng có ở đó hay không, có phải là trưởng môn Vương Ốc hay không, nếu không làm lớn chuyện sẽ mất thể diện. Đầu tiên là anh đi du lịch ngắm cảnh ở núi Vương Ốc 2 ngày. Núi Vương Ốc có rất nhiều điểm du lịch, còn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết, nổi tiếng nhất chính là Ngu Công rời núi, trong núi còn có thôn Ngu Công, tương truyền chính là nơi con cháu của Ngu Công ở. Chính vào ngày mồng 1 tháng 5 được nghỉ lễ, du khách đông như chảy hội, trong khu du lịch đông nghìn nghịt. Thôn Ngu Công càng có nhiều nhà nghỉ, quán ăn, cả thôn đều buôn bán, vô cùng náo nhiệt. Ngu Công đã từng nói con cháu đời đời, vô cùng vô tận, mấy ngàn năm đi qua, mặc dù chưa rời được núi, nhưng con cháu của Ngu Công lại dựa vào chuyện cũ của tổ tiên để phát tài. Chỉ có ở trong những thành phố cách xa ngàn dặm, vẫn còn những con người khốn khổ phải tăng ca vào ngày lễ, truyền thừa tinh thần rời núi của Ngu Công. Lý Dục Thần đi dạo trong núi một ngày, đã nắm rõ về địa hình của Vương Ốc, cũng tìm tới mấy chỗ năng lượng dao động, đó cũng là đầu mối then chốt của kết giới. Ngày hôm sau, anh liền gõ vang cánh cửa kết giới. Nhưng mà lần này anh không báo ra thân phận đệ tử Thiên Đô, mà lấy thân phận tán tu dạo chơi tới chơi, dùng tên giả là Lý A Tứ. Phái Vương Ốc cũng vô cùng nhiệt tình, dẫn anh vào kết giới, dùng tiên nhưỡng dị quả chiêu đãi, rất có khí chất của tiên môn lớn, làm cho Lý Dục Thần cũng không thể không khách khí mấy phần. Lý Dục Thần nói muốn bái kiến Nguyệt Tiên Lăng trưởng môn. Người tiếp đãi anh có chút kinh ngạc, Nguyệt Tiên Tử đã đi tìm tiên thăm bạn rồi. Hơn nữa hơn 10 năm trước Nguyệt Tiên Tử đã từ nhiệm chức vị trưởng môn, vị tiểu tiên hữu này không biết sao. Lý Dục Thần có chút thất vọng, hỏi, Nguyệt Tiên Tử đi đâu vậy? Bao lâu nữa sẽ trở về? À, tiểu tiên hữu không hỏi ai là trưởng môn mới, lại hỏi bao giờ tiên tử mới về, xem ra mục đích tới là vì Nguyệt Tiên Tử nha, người kia cười nói. Lý Dục Thần luôn cảm thấy nụ cười của anh ta có gì đó là lạ, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Tiểu tiên hữu không cần sốt ruột, lúc nói chuyện người kia vẫn luôn nở nụ cười, Nguyệt Tiên Tử đi nơi nào, chúng tôi không biết. Nhưng cậu có thể an tâm ở lại chờ bà ta trở về. Đương nhiên Lý Dục Thần sẽ không ở lại, liền nói, ở lại thì thôi, chỉ là nếu Nguyệt Tiên Tử trở về, có thể làm phiền báo cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ lại đến thăm. Người kia không từ chối, Lý Dục Thần liền để lại số điện thoại, tên vẫn là Lý A Tứ, điện thoại cũng là điện thoại của Lý A Tứ. Sau đó liền cáo từ rời đi. Lúc đi ra ngoài, anh nghe thấy người tiếp đãi anh đang nói chuyện với một người khác. Lại là một tên ẻo lả, đây đã là người thứ mấy năm nay rồi. Đúng là làm bại hại thanh danh của Động Thiên Tiên gia chúng ta. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đây chính là Nguyệt Tiên Tử, ngay cả trưởng môn cũng không dám chọc giận bà ta, mắt nhắm mắt mở đi, nếu như bị bà ta nghe được, anh sẽ xong đời. Sau khi nghỉ lễ mồng 1 tháng 5 kết thúc, Lâm Vân và Nghiêm Cẩn cũng trở về đi học. Vốn dĩ Lâm Mộng Đình cũng nên trở về, nhưng mà căn nhà của họ Lý vừa được thu hồi, nhà họ Lý ở thủ đô vừa có khởi sắc, cũng sẽ phải nghênh đón rất nhiều chuyện, dù sao cũng là đạo lý đối nhân xử thế, hầu thất quý chỉ là quản gia, Lý Dục Thần lại thường xuyên không ở nhà, cũng không am hiểu giao tiếp, cho nên rất cần một bà chủ nhà từ nhỏ xuất thân thế gia như cô ở lại để giữ thể diện. Có Lâm Mộng Đình và hầu thất quý, Lý Dục Thần cũng yên tâm hơn nhiều. Sau khi trở lại căn nhà của họ Lý, anh dặn dò Lý A Tứ, nếu có người gọi điện thoại cho anh ta, nói là Nguyệt Tiên Tử đã trở về, phải lập tức thông báo cho anh ngay. Hầu thất quý còn nói, cái vòng tay này quý ở chỗ hiếm có, hơn nữa còn mang theo âm khí của địa cung, tân gia nhất định sẽ thích, cái này gọi là hợp ý. Chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng lại lộ ra tục khí. Cho nên tôi mới tặng thêm một bức tranh chữ của Văn Chương Minh, là tác phẩm lúc tuổi già của Văn Chương Minh, lấy tuổi già để tiêu khiển, rất hợp để chúc thọ. Một vàng một sách, một tục một nhã, chắc hẳn cũng đã được rồi. Lão Hầu, ông có lòng.
Lý Dục Thần không nghĩ tới Hầu Thất Quý lại tận tâm với việc này như thế, thật ra anh không hề để ý đến tiệc mừng thọ của Tần gia, cho dù Hầu Thất Quý có bảo anh xách một túi quýt đi, anh cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Đây là điều tôi phải làm mà, Hầu Thất Quý nói. Bọn họ đang ở trong phòng nói chuyện, Lý A Tứ gõ cửa tiến vào báo cáo, quản gia Hầu, bên ngoài có người tên là Vương Bách Thuận, nói là tới gặp cậu. Lý, Tứ gia, Hầu Thất Quý giật mình. Lý A Tứ ngượng ngùng nói, gọi tôi A Tứ là được. Hầu Thất Quý sững sờ, trừng mắt liếc anh ta một cái, ai bảo cậu. Tôi nói chính là Vương Tứ rồ. Lý Dục Thần cười ha ha. Lúc này Lý A Tứ mới kịp phản ứng, Vương Bách Thuận cũng giống như anh ta đứng thứ tư, nhưng mà người ta là Tứ gia, anh ta lại là A Tứ. Anh ta sờ đầu, cười khan hai tiếng. Tứ gia đang ở đâu? Hầu Thất Quý hỏi. Đang ở ngoài cửa lớn chờ kia. Tôi không cho ông ta vào, Lý A Tứ nói. Ha ha, cậu đúng là đồ ngốc, sao có thể đối đãi với Tứ gia như thế? Hầu Thất Quý mắng một câu, nói với Lý Dục Thần, cậu chủ, cậu chờ một chút, tôi đi ra đón khách trước, cậu xem thời gian, lát nữa đi ra sau. Vừa dứt lời, ông ta liền đích thân đi ra nghênh đón. Lý A Tứ tỏ vẻ không phục, lẩm bẩm, không phải ông bảo tôi giữ cửa, ai cũng không thể tùy tiện cho vào sao? Lý Dục Thần lắc đầu cười, anh biết, muốn để Lý A Tứ học được thành cáo giả giống Hầu Thất Quý, chỉ sợ cả đời này cũng không thể. Điều anh nhìn chúng chính là sự chất phác, trung thành và có trách nhiệm của Lý A Tứ, nếu thật sự biến thành cáo giả, chưa chắc anh đã cần anh ta. Có lẽ Hầu Thất Quý cũng hiểu điều này, cho nên cũng sẽ không thật sự trách cứ Lý A Tứ. Lý Dục Thần vỗ vỗ bả vai Lý A Tứ, không hề nói gì, chỉ cho anh ta một cái ánh mắt khích lệ. Sau đó mỉm cười rời đi. Chỉ để lại Lý A Tứ đứng ở đó gãi đầu hơn nửa ngày mới nhớ ra mình không nên đứng ở chỗ này, vội vàng đi dọc theo hành lang ra cửa chính đứng gác. Ồ, Tứ gia, ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy? Ông đến cũng không nói trước để tôi chuẩn bị chào đón. Hầu Thất Quý cung cung kính kính nghênh đón Vương Bách Thuận vào căn nhà của họ Lý. Vương Bách Thuận cười nói, tôi đã sớm muốn đến, nhưng ngày lễ mồng 1 tháng 5. Khắp ngõ ngách ở thủ đô đều bị du khách lấn chiếm, không lái xe vào được. Tôi sợ nếu để người ra người vào sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của căn nhà họ Lý. Hầu Thất Quý nói, đúng thế thật, mấy ngày trước đúng là có nhiều người, tôi cũng không dám ra ngoài mở cửa. Cũng may mà ông không đến, mấy ngày trước cậu Lý có việc ra ngoài, vừa mới trở về. Ha ha, vậy tôi đến khéo quá rồi, Vương Bách Thuận nói. Hầu Thất Quý tự nhủ trong lòng. Có khéo hay không bản thân ông biết. Từ khi căn nhà của họ Lý được chỉnh đốn một lần nữa, không biết có bao nhiêu ánh mắt luôn nhìn chăm chăm ở đầu hẻm. Mọi hành động ở trong căn nhà của họ Lý đều lọt vào mắt đám hào môn thế gia ở thủ đô. Chứng tỏ vận thế của Tứ gia rất vượng, không cần tranh giành, đến đâu đều có thể thuận theo tâm ý của ông ta nói. Vương Bách Thuận dùng quạt xếp trong tay chỉ vào đầu Hầu Thất Quý, tôi chỉ thích nghe ông nói chuyện. Lời nói ra còn ngọt hơn cả mấy cô gái trong hộp đêm. Hai người vừa cười cười nói vừa tiến vào trong sân. Vương Bách Thuận chỉ vào cây hoa quế nói, đã lớn như vậy rồi ư, khi tôi còn bé, còn từng đi tiểu vào cái cây này, chứng tỏ nó lớn như thế cũng có một phần công lao của tôi. Hầu Thất Quý nói, đúng thế, ông có công lao lắm. Về sau hai nhà Vương Lý hợp tác toàn diện, cứ coi cái cây này làm cây hòa bình, tôi sẽ treo một tấm bảng trên cây. Cứ viết Bách Thuận trường thanh, Tứ gia thấy được không? Được, mẹ nó quá được, Vương Bách Thuận cao hứng phe phẩy quạt, nếu không tại sao mọi người đều nói Hầu gia ông là nhân tài chứ? Vương Bách Thuận cũng không phải khách khí, mà là thật sự cảm thấy Hầu Thất Quý là nhân tài. Bách Thuận trường thanh, bốn chữ này vừa hợp với tình hình, lại có ngụ ý sâu xa. Quan trọng là còn nịnh hót được Vương Bách Thuận, khiến ông ta cảm thấy mình là nhân vật lớn. Chú cảm thấy thực lực chân chính của Lý Dục Thần như thế nào? Vương Bách Xuyên hỏi. Vương Bách Thuận ngẫm nghĩ, nói, em cũng chưa được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Lý Dục Thần, đều là nghe tin đồn. Nhưng mà vợ cậu ta, còn có hai người anh em của cậu ta đều không phải là hạng người đơn giản. Đặc biệt là hai đứa bé kia có thể dễ dàng khống chế được Phan Vân Long, đưa mắt nhìn khắp thủ đô, đừng nói là thanh niên trẻ tuổi, có nhà ai dám nói phái ra hai người 40 tuổi trở xuống có thể đánh bại Phan Vân Long. Loại người như vậy chịu đi theo Lý Dục Thần, nghe đồn Lý Dục Thần là tông sư số 1 Nam Giang, chỉ sợ không giả. Đây chỉ là phương diện đấu võ.
một người có dũng mãnh đi nữa cũng sẽ có hạn, tông sư số một Nam Giang thì sao chứ? Nam Chu Bắc Tiêu, không phải cũng không thể xưng bá hào môn sao? Vương Bách Xuyên hời hợt nói, hơi có một chút khinh thường, nếu Lý Dục Thần muốn chỉ dựa vào vũ lực để phục hưng nhà họ Lý, đó chính là mãng phu, không phải sợ. Vương Bách Thuận cảm thấy giống như có cái gì đó không đúng, nhưng lại không có cách nào phản bác lời này. Hòa hay chiến, cứ nhìn kỹ a ti đi, Vương Bách Xuyên nói, Phan Vân Long và Vinh Quảng Kiệt, một người là đại đồ đệ của Tần gia, một người là con nuôi của Tần gia sẽ không từ bỏ ý đồ như thế đâu. Cứ để bọn họ đấu, đánh càng hăng càng tốt. Vậy có cần em đến chỗ Tần gia châm ngòi không? Vương Bách Thuận hỏi. Hừ, Tần gia là ai? Chú có thể châm ngòi được sao? Vương Bách Xuyên cười lạnh một tiếng, bên phía lão hồ ly này, chú còn chưa mở miệng, ông ta đã biết chú muốn làm gì rồi. Chú vẫn nên đến nhà họ Lý một chút đi, tạo quan hệ cũng coi là có vài con đường lui, thuận tiện tìm hiểu Lý Dục Thần như thế nào. Cứ như vậy, Vương Bách Thuận liền đến căn nhà của họ Lý. Hầu Thất Quý luôn miệng nịnh nọt, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi mặt Vương Bách Thuận một giây nào cả. Ông ta bắt giữ lấy một chút xíu biểu cảm và ánh mắt biến hóa của Vương Bách Thuận, từ đó phán đoán ra thái độ của nhà họ Vương. Hầu Thất Quý biết Vương Bách Thuận nhất định đã báo cáo mọi chuyện cho Vương Bách Xuyên, mà Vương Bách Xuyên cũng chắc chắn đã có quyết đoán, Vương Bách Thuận tới đây, hoặc là nói chuyện hợp tác, hoặc là thăm dò hư thực, có lẽ là có đủ cả hai. Ông ta biết Lý Dục Thần không am hiểu cũng khinh thường nhìn mặt mà nói chuyện. Lúc này phải cần quản gia như ông ta giúp Lý Dục Thần đưa ra phán đoán chuẩn xác. Sau khi dẫn Vương Bách Thuận đến đại sảnh, bưng trà lên, không lâu sau Lý Dục Thần liền dẫn theo Lâm Mộng Đình đến đây. Hai bên khách sáo một lát, bắt chuyện với nhau rồi ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Hầu Thất Quý thấy cô Lý có ở đây, biết cô chủ biết nhìn nhận, đủ để giúp Lý Dục Thần ứng phó, liền cáo lui đi ra ngoài. Ông ta đến nhà bếp nói với sư phụ Vinh một tiếng trước nhà có khách quý, chuẩn bị thêm vài món thức ăn. Sau đó về tới phòng của mình ở sân sau, lấy một quyển vở nhỏ ra ghi chép lại việc hôm nay Vương Bách Thuận tới chơi, cùng với một chút chi tiết và suy đoán của mình vừa rồi. Sau khi ghi chép xong, ông ta mới rót một chén trà cho mình, chậm rãi suy nghĩ đến sự phát triển của căn nhà họ Lý, như là sắp xếp người làm thế nào, mua sắm đồ đạc ra sao, tu sửa phòng ốc vân vân. Còn có rất nhiều chuyện khác. Lúc này Lý A Tứ đi đến gõ cửa, gọi một tiếng, quản gia Hầu. Hầu Thất Quý ngẩng đầu, hả, A Tứ à, làm sao vậy, lại có khách sao? Lý A Tứ xấu hổ một lát mới mở miệng nói, quản gia Hầu, tôi muốn xin nghỉ. Xin nghỉ, Hầu Thất Quý có chút bất ngờ, có chuyện gì vậy? Muốn xin nghỉ bao lâu? Mấy đồng hương tụ họp, chỉ nửa ngày là được, Lý A Tứ nói. Hầu Thất Quý cười, tôi còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Đồng hương tụ họp sao, bình thường, đi đi, tôi sẽ gác cổng thay cậu. Cảm ơn quản gia Hầu. Chờ một chút, Lý A Tứ đang chuẩn bị ra ngoài, lại bị Hầu Thất Quý gọi lại. Hầu Thất Quý nói, A Tứ, xin phép nghỉ tham gia đồng hương tụ họp cũng được, nhưng cậu phải nhớ kỹ, bây giờ cậu là người của cậu Lý, ra ngoài phải thường xuyên chú ý, không nên nói lung tung. Càng không nên xen lẫn với những người không đứng đản, không thể gây thêm phiền phức cho cậu Lý. Lý A Tứ trịnh trọng gật đầu, tôi biết rồi quản gia Hầu. Hầu Thất Quý phất phất tay, được rồi, đi đi. Sau khi Lý A Tứ rời đi, Hầu Thất Quý liền ra cổng nhà họ Lý, ông ta vừa liếc mắt liền nhìn thấy chiếc Bentley sơn sáng loáng dừng ở đầu hẻm. Đây là xe của Tứ gia, lái xe và hai tên vệ sĩ đang ngồi xổm ở một bên hút thuốc. Hầu Thất Quý đột nhiên nghĩ đến cũng nên đặt mua một chiếc xe cho cậu Lý. Ông ta liền lập tức ghi lại chuyện này vào quyển sổ nhỏ. Vương Bách Thuận uống trà một lúc liền đi, không hề ở lại ăn cơm chiều. Hầu Thất Quý liền báo cáo chuyện mua xe với Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cũng cảm thấy cần một chiếc xe, về sau đi ra ngoài không thể bay mãi được, chẳng lẽ phải bắt xe đi. Cậu chủ, cậu thích loại xe nào? Hầu Thất Quý hỏi. Trong lòng Hầu Thất Quý vô cùng nóng bỏng, cảm động đến mức rơi nước mắt, nói, cô chủ nói quá lời, Hầu Thất Quý tôi nhất định sẽ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Lý Dục Thần không khỏi nhìn Lâm Mộng Đình một chút, trong lòng cảm thán, không hổ là xuất thân thế gia, nói chuyện cũng phải có nghệ thuật. Lâm Mộng Đình nói, đương nhiên là phải mua xe, nhưng mà lần này tiền mua xe cứ để tôi chỉ đi. Lý Dục Thần sững sờ, em chỉ. Lâm Mộng Đình cười nói.
anh là chồng của em, chỉ cho phép anh tặng em một chiếc nhẫn, không cho phép em tặng anh một chiếc xe sao? Lý Dục Thần cười ha ha một tiếng, cố ý nói, vậy anh phải mua xe sang nhất mới được. Lâm Mộng Đình nói, được, mặc dù nhà họ Lâm không bằng nhà họ Lý, nhưng vẫn có thể mua được xe. Cho dù anh có mua xe đắt thế nào đi nữa cũng không tiêu hết được tiền tiêu vặt của em đâu. Nhưng mà xe sang đều phải đặt trước, em cũng không có quan hệ gì ở thủ đô có thể mua được xe ngay, chỉ sợ anh phải đợi một khoảng thời gian nữa rồi. Hầu Thất Quý nói, thật ra tôi có quen một người, trong tay người đó có xe sang, hơn nữa còn đều là xe có thể lấy được ngay. Cậu Lý và cô chủ có thể đi xem. Lâm Mộng Đình nhìn về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nhún vai nói, anh không có ý kiến gì. Lâm Mộng Đình liền nói, vậy thì đi xem một chút đi, có cái nào thích hợp thì mua luôn. Hầu Thất Quý biết Lâm Mộng Đình không yên tâm với mấy cửa hàng bán xe, cũng không nhiều lời, lập tức liên lạc với đối phương hẹn bây giờ sẽ đi xem xe. Lúc ra khỏi cửa, Lý Dục Thần không nhìn thấy Lý A Tứ, có chút khó hiểu, Lý A Tứ không phải loại người tự ý rời vị trí. Anh liền hỏi, A Tứ đâu? À, cậu ta mới xin nghỉ nửa ngày, Hầu Thất Quý giải thích, nói là đi tham gia buổi tụ họp đồng hương. Lý Dục Thần gật đầu nói, như vậy sao, A Tứ không có ở đây thì lão Hầu hãy ở nhà đi, nhỡ may có chuyện gì thì sao, để tôi và Mộng Đình tự đi xem xe là được rồi. Hầu Thất Quý lập tức hiểu ra, mình đi cùng không phải chính là cái bóng đèn lớn sao. Ông ta liền đưa địa chỉ và phương thức liên lạc của người kia cho Lý Dục Thần, sau đó cùng tiễn bọn họ rời đi. Ra khỏi hẻm, một mùi thơm bay vào mũi. Lâm Mộng Đình nói, thơm quá đi. Dục Thần, em lại nhớ đến hương vị đồ nướng mà chúng ta từng ăn ở thành phố Hòa rồi. Lý Dục Thần nói, em muốn ăn đồ nướng. Dạo này đồ nướng ở thành phố Chi rất nổi tiếng, anh đưa em đến thành phố Chi ăn nhé. Lâm Mộng Đình ngạc nhiên nói, thành phố Chi xa lắm. Có gì khó, bay qua là được, ăn xong lại bay về, Lý Dục Thần nói. Lâm Mộng Đình cười khanh khách, lắc đầu nói, thôi bỏ đi, vẫn nên đi mua xe trước, đỡ để bị hầu quản gia biết, lại nói anh xa vào sắc đẹp, không làm việc đàng hoàng. Người ta đã khăng khăng một mực giao cả tuổi già cho anh cũng không thể khiến người ta thất vọng được. Lý Dục Thần bĩu môi, một bên là vợ, một bên là quản gia, xem ra về sau không có một ngày tốt lành rồi. Hai cánh tay của Vinh Quảng Kiệt đều bị quấn băng vải thạch cao, ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn bàn ăn. Trên bàn ăn bày đầy món ngon, nhưng tay của hắn ta lại không thể động, chỉ có thể để người ta đút cho ăn. Tân gia nói hai cánh tay của hắn ta đã được bảo vệ, nhưng muốn học độc môn tuyệt kỹ quỷ thủ của Tân gia đã là điều không thể, có thể tiếp tục luyện võ. Coi như đã may mắn lắm rồi. Một người phụ nữ trung niên đang bưng bát, dùng đũa gắp đồ ăn đưa vào. Trong miệng hắn ta chết lặng há mồm, ăn một miếng lại phun ra. Người phụ nữ hoảng sợ hỏi. A, à, là nóng sao? Vinh Quảng Kiệt đột nhiên đạp đổ cái bàn, giận dữ hét cút. Cút ngay cho tôi. Người phụ nữ bị dọa đến mức vứt bát đũa xuống, chạy ra ngoài. Vinh Quảng Kiệt lại chưa hết đứng lên điên cuồng dùng chân dẫm lên. Đồ ăn dưới đất, cứ như chúng đều là thịt rơi ra từ trên người kẻ thù của hắn ta vậy. Dừng tay, Phan Vân Long đi vào từ ngoài cửa, quát. Dừng tay, Vinh Quảng Kiệt điên cồng cười nói. Anh xem tôi còn có tay sao? Tôi không có tay, dừng tay cái gì? Quảng Kiệt, cậu đừng như vậy, Phan Vân Long nói, sư phụ đã nói, mấy ngày nữa tay của cậu sẽ không có việc gì. Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì được? Không thể luyện quỷ thủ, tay của tôi còn có tác dụng gì nữa? Vinh Quảng Kiệt khàn cả giọng, tôi không rõ, tại sao bố nuôi lại phải khách khí với tên họ Lý kia như vậy, còn đưa thiệp mời, mời anh ta đến tham gia tiệc mừng thọ. Sư phụ đương nhiên có tính toán của sư phụ, Phan Vân Long nói. Đại sư huynh, Vinh Quảng Kiệt bực tức nói, anh cũng bị tên nhóc kia cắt hết hầu, suýt nữa thì chết. Anh không hận bọn họ sao? Phan Vân Long trầm mặc một lát, nói, hận thì làm sao chứ? Cậu ta có thể cắt cổ tôi một lần, sẽ có thể cắt được lần thứ hai. Vinh Quảng Kiệt lập tức im lặng, hơn nửa ngày mới tức giận nói, tôi không nuốt trôi cơn giận này được. Không nuốt trôi cũng phải nuốt. Ánh mắt của Phan Vân Long như đao, bỗng nhiên lại hòa hoãn lại, sư phụ yêu thương cậu, nhất định sẽ giúp cậu xả giận. Nhưng mà địa vị của tên họ Lý kia không tầm thường, cậu phải có kiên nhẫn, đừng làm hỏng kế lớn của sư phụ.
ở ngoài cổng và trong sân của một viện tứ hợp nọ đứng đầy bảo tiêu. Nhưng mà nhìn từ quần áo và chỗ đứng, hiển nhiên những vệ sĩ này thuộc về ba phe phái khác nhau. Trên ghế sofa trong phòng tiếp khách phía bắc có hai già một trẻ đang ngồi. Người ngồi ở vị trí chủ nhà chính giữa chính là tông sư sách môn Tân Thụ Nghĩa, Tân gia. Trong lòng Sở Triết không phục, nhưng cũng chỉ khế nhíu mày, không tiện nói cái gì ngay mặt. Sự biến hóa nét mặt của hắn ta biến hóa hoàn toàn lọt vào trong mắt Tần Thụ Nghĩa. Tần Thụ Nghĩa mỉm cười, nói, không quan tâm đến nhà họ Na nữa, không biết nhà họ Tiêu nghĩ như thế nào. Cậu Sở, cậu và cậu Tiêu thân quen, không biết có nghe được tin tức gì hay không? Sở Triết nói, Tiêu Ngôn đã nói với tôi, Tiêu gia chủ lên tiếng nói bọn họ không nên đi chọc Lý Dục Thần. Nhưng mà Tiêu Ngôn cũng không phục lắm. Hắn ta nói với tôi, nếu mà Lý Dục Thần xuống dốc rơi vào trong tay hắn ta sẽ phế bỏ võ công, tuyệt đối không thể để anh ta ngông cuồng ở thủ đô được nữa. Tân Thụ Nghĩa mỉm cười, cháu trai của Tiêu Vô Địch đương nhiên là mạnh hơn đồ đệ của tôi không ít. Sở Triết cũng biết mình lỡ lời, nói vậy chẳng khác nào nói đệ tử của Tân Môn quá yếu, liền giải thích, Tiêu Ngôn cũng là tuổi trẻ khinh cuồng thôi. Tân Thụ Nghĩa nói, không ngông cuồng sẽ uổng phí tuổi xuân mà. Sở Triết nói, nhà họ Tiêu rất cẩn thận, nhưng chắc là sẽ không đứng về phía họ Lý đâu. Nhà họ Tiêu là nhà họ Tiêu, có không đứng về phía họ Lý hay không thì có liên quan gì đến tôi, Tân Thụ Nghĩa cười nói. Tần gia, Sở Triết nhìn có vẻ vội vàng kích động, họ Lý vừa đến thủ đô đã muốn lấy ông ra để lập uy. Trước khi đến đây, bố tôi có nói, Tân gia đức cao vọng trọng, là thể diện của thủ đô chúng ta nhất định phải giữ được thể diện này. Họ Lý xuống tay với ông chính là đang vả mặt chúng tôi. Tân gia, ông cứ yên tâm, chỉ cần ông khai chiến với nhà họ Lý, nhà họ Sở chúng tôi nhất định sẽ đứng về phía ông. Tần Thụ Nghĩa vội vàng khoát tay, cậu Sở, cậu cứ nói đùa. Tôi chỉ là một lão già họm hẹm làm giám định đồ cổ, nào có năng lực gì mà khai chiến. Đồ đệ tôi bị người ta đánh, chỉ có thể trách bọn họ không có thực lực tôi. Sở Triết cho rằng Tần Thụ Nghĩa muốn từ bỏ, vô cùng sốt ruột. Nói, Tân gia, ông thật sự cho qua chuyện này sao? Ông lo lắng điều gì, có thể nói ra, cần trợ giúp gì thì cứ việc nói với chúng tôi là được. Tân Thụ Nghĩa không nói gì, chỉ cầm chén trà lên lần nữa, dùng cái nắp nhẹ nhàng gạt bọt trà. Ông ta càng không nhanh không chậm như vậy, Sở Triết càng sốt ruột. Vương Bách Xuyên cười thầm trong lòng, tên nhóc nhà họ Sở này đúng là quá sốt ruột. Rõ ràng Tần Thụ Nghĩa đang dò xét bọn họ. Sở Triết sốt ruột như thế đã vạch trần hết nhà họ Sở ra rồi. Xem ra, bọn họ rất sợ nhà họ Lý vùng lên. Vương Bách Xuyên tính toán trong lòng, bây giờ nhà họ Na đứng ở phía nhà họ Lý, nhà họ Tiêu không rõ thái độ, nhà họ Sở thì ở phía đối lập với nhà họ Lý. Cộng thêm Tần gia, trước mắt xem ra thế lực chống Lý vẫn rất lớn. Bây giờ thái độ của nhà họ Vương sẽ rất quan trọng. Nhà họ Vương vốn chính là đứng đầu thủ đô. Nếu như nhà họ Vương kết minh với nhà họ Lý, vậy cục diện sẽ rất bất lợi cho hai nhà Tần Sở. Đây cũng là mục đích hôm nay Tân Thụ Nghĩa hẹn ông ta tới. Vương Bách Xuyên bất động như núi. Càng vào những lúc như thế này, ông A càng không thể tỏ thái độ. Chỉ có không tỏ thái độ mới có thể đứng ở thế bất bại, mới có càng nhiều cơ hội đàm phán thu lợi. Tần Thụ Nghĩa cũng đã nhìn ra, mỉm cười nói với Sở Triết, tôi xin nhận ý tốt của cậu Sở. Chuyện của Tần Môn. Tân Môn tôi sẽ tự giải quyết, không cần cậu phí tâm. Sở Triết vô cùng thất vọng, càng về sau càng có mấy phần giận dữ, nhưng hắn ta là vấn bối, không thể thể hiện ra được, chỉ có thể giận dữ cáo từ. Chờ Vương Bách Xuyên và Sở Triết đều rời đi, người hầu tới thu dọn bàn trà, Tôn Trường Hải và Phan Vân Long đi đến. Phan Vân Long hỏi, sư phụ, vừa rồi vì sao người không đồng ý với cậu Sở? Tôn Trường Hải cười nói, Tân gia không thể yếu thế được. Vương Bách Xuyên không tỏ thái độ, chúng ta chỉ bắt tay với mỗi nhà họ Sở cũng vô dụng. Tân gia càng tỏ ra tự tin, bọn họ sẽ càng có khả năng đứng ở cùng một trận tuyến với chúng ta. Tân gia càng cầu cạnh bọn họ sẽ càng có khả năng phản chiến về hướng ngược lại. Vân Long, cậu phải biết, ở trong mắt những thế gia hào môn này chỉ có làm ăn buôn bán, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Tần Thụ Nghĩa cười ha ha một tiếng, người hiểu tôi chỉ có Trường Hải. Thế nhưng chưa chắc Sở Triết đã hiểu được ý của người, Phan Vân Long nói. Hắn ta không rõ, Sở Trấn Thanh kiểu gì cũng sẽ giấu, Tân Thụ Nghĩa nói. Tôn Trường Hải bỗng nhiên nói,
Tần gia, tôi tìm được một người, có lẽ sẽ có ích với chúng ta. Ồ, người nào? Tần Thụ Nghĩa hiếu kỳ, từ trước đến nay Tôn Trường Hải vẫn luôn ổn trọng, sẽ không tùy tiện đề cử người vô dụng. Tôn Trường Hải đi ra ngoài, rất nhanh đã dẫn một người đi vào. Người này khoảng 50 tuổi, nhìn qua có vẻ rất già dặn, cũng không né tránh ánh mắt của Tần Thụ Nghĩa, cúi người chào, Tần gia, tôi tên là Lạc Minh Sa, đã từng làm quản gia cho nhà họ Lâm ở thành phố Hòa mấy năm. Muốn xin được Tần gia thu lưu, thưởng cho chút cơm ăn. Nhà họ Lâm ở thành phố Hòa, Tần Thụ Nghĩa lẩm bẩm, có phải Lâm Mộng Đình chính là người của nhà họ Lâm ở thành phố Hòa không? Tôn Trường Hải cười như không cười nói, vậy cứ để bọn họ cười đi, còn không biết ai cười đến cuối cùng đâu. Tần Thụ Nghĩa nhìn về phía Lạc Minh Sa, ông muốn mượn tay của tôi để giết Lý Dục Thần, xả cơn giận này cho ông. Không không, sắc mặt Lạc Minh Sa trắng bệch, cúi đầu xuống nói, tôi chỉ muốn đi cùng Tần gia, kiếm miếng cơm ăn. Dựa vào cái gì mà tôi phải thu lưu ông đây, Tần Thụ Nghĩa nói. Tôi hiểu rõ nhà họ Lâm, người của nhà họ Lâm, sản nghiệp nhà họ Lâm, điểm mạnh và điểm yếu của nhà họ Lâm, tôi đều biết. Tôi còn biết ngày sinh tháng đẻ của Lâm Mộng Đình, còn có Lâm Vân, chính là thiếu niên đã thương Phan Tiên Sinh. Tôi đều nhìn bọn họ từ nhỏ đến lớn. Lạc Minh Sa nói xong có chút thấp thỏm nhìn Tần Thụ Nghĩa. Ngày sinh tháng đẻ, Tần Thụ Nghĩa và Tôn Trường Hải liếc nhau, có chút thú vị. Ông có biết ngày sinh tháng đẻ của Lý Dục Thần không? Cái này, tôi không biết. Ông cảm thấy những thứ ông nói có tác dụng với tôi sao? Tần Thụ Nghĩa phất phất tay, Vân Long, lấy 500.000 thưởng cho vị lạc quản gia này, bảo ông ta để lại ngày sinh tháng đẻ người nhà họ Lâm, sau đó tiễn ông ta ra khỏi thủ đô. Vâng, Phan Vân Long đi lên, muốn đưa Lạc Minh Sa đi. Lạc Minh Sa nghe thấy lời này thì sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Làm quản gia nhiều năm ở Hào Môn, ông ta nào có thể không hiểu đạo lý đổi nhân xử thế. Tần Thụ Nghĩa nói tiễn ông ta ra khỏi thủ đô, chỉ sợ là muốn đưa ông ta rời khỏi thế giới này. Tần gia, chờ một chút, Lạc Minh Sa vội la lên, tôi còn biết một người, người này là cháu trai một bà con của tôi, bây giờ cũng đang làm việc ở thủ đô. Cậu ta và bảo vệ mới của nhà họ Lý A Tứ là đồng hương. Lý Dục Thân và Lâm Mộng Đình dựa theo địa chỉ Hầu Thất Quý cho đi tới cửa hàng xe tên là Giao Quang, nó còn có một cái tên vang dội khác câu lạc bộ Giao Quang. Bên ngoài nhìn cửa hàng xe này còn có khí thế hơn cả các cửa hàng 4S bình thường, trong sảnh chiến lãm tràn đầy xe sang trọng, đứng bên. Ngoài nhìn qua cửa kính cũng có thể cảm nhận được hào khí đập vào mặt. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình bắt xe tới đây. Xe taxi dừng ở trước cửa, không hề phù hợp với không khí ở nơi này. Hai người đi vào cửa, nhân viên đón khách liền lộ ra nụ cười nghề nghiệp, nhưng cũng không hề nhiệt tình, hiển nhiên không coi hai người bắt xe tới là khách quý. Hai vị tới mua xe hay là hội viên? Tôi tìm quản lý Ngô, Lý Dục Thần nói. Xin hỏi có hẹn trước không? Có, cứ nói ông chủ Hầu giới thiệu tới là được. Vâng, xin hãy đợi. Nhân viên dẫn bọn họ tới một góc đại sảnh ngồi chờ. Một lát sau, một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc Âu phục, nhìn có vẻ rất khôn khéo đi tới, đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới vài lần. Lão Hầu giới thiệu tới, mua xe đúng không? Ôi chao, nghề chơi đồ cổ dễ kiếm tiền vậy sao? Ngữ khí của anh ta rất tùy ý, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, cũng không hỏi bọn họ tên. Là gì đã gọi một nữ nhân viên bán hàng đến, nói. Tiếu Trịnh, cô dẫn bọn họ đến khu C xem xe, là bạn cũ của tôi giới thiệu tới, chọn cái tốt nhất, giá cả ưu đãi nhất cho bọn họ, lát nữa gọi tôi ký tên là được. Xem ra quản lý Ngô cũng không biết thân phận bây giờ của Hầu Thất Quý, càng không nhận ra Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình là ai. Lý Dục Thần cũng không cảm thấy bị khinh thường, ngược lại còn cảm thấy Hầu Thất Quý làm rất tốt. Mua xe mà thôi, không cần lúc nào cũng phải lấy thân phận ra ngoài. Như thế bọn họ cũng dễ tiết kiệm tiền, nhỡ may không nhìn chúng thì đi là được. Nếu đối phương rất nhiệt tình, vậy không mua cũng không tốt. Hơn nữa quản lý Ngô cũng coi như nể tình, để cho bọn họ giá cả ưu đãi nhất, mặc dù không biết là thật hay là gặp ai cũng nói như vậy. Quản lý Ngô dặn dò xong liền rời đi. Nữ nhân viên tên là Tiểu Trịnh dẫn bọn họ tiến về sảnh triển lãm khu C. Sảnh triển lãm của các cô được phân khu như thế nào? Lâm Mộng Đình hỏi. Chúng tôi có tổng cộng 4 sảnh triển lãm, khu A đều là xe từ 3 triệu trở lên,
giá xe ở khu B là từ 1 triệu đến 3 triệu, khu C đều là xe dưới 1 triệu. Tiểu Trịnh vừa đi vừa giới thiệu, dường như sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của bọn họ, liền cố ý giải thích, xe second hand ở chỗ chúng tôi được bảo dưỡng cực kỳ tốt, có một số loại xe chạy đường xa còn chưa tới 10.000, 7-800.000 đã có thể mua được một chiếc xe giá trị 1-2 triệu, không khác gì xe mới, rất có lời. Lý Dục Thần không để ý lắm, nhưng Lâm Mộng Đình đã dừng bước. Nhân viên bán hàng Tiểu Trịnh khá ngạc nhiên và bất lực, đi báo cáo với quản lý Ngô. Quản lý Ngô nối trận lôi đình trong văn phòng, cô làm sao thế? Xe ở sảnh S mà họ mua được à? Cô nói với họ rằng sảnh S chỉ dành cho hội viên, bảo họ nộp phí hội viên trước đi đã. Nhưng Tiểu Trịnh hơi khó xử, như vậy không hay đâu, họ được bạn anh giới thiệu mà, để họ xem qua cũng được, có bao nhiêu người không phải hội viên vẫn được vào xem đấy thôi. Cô, quản lý Ngô vô cùng tức giận, những người đó là ai? Là người tôi từ chối được hả? Còn họ là ai? Thôi thôi, để tôi tự nói, cô làm tôi tức chết mất, sau này đừng làm việc ở đây nữa, ngày mai tới phòng tài vụ kết toán tiền lương đi. Quản lý Ngô nối giận đùng đùng bước ra, Tiểu Trịnh tủi thân đáng thương bước theo sau. Lâm Mộng Đình nhìn vẻ mặt tủi thân của Tiểu Trịnh, khóe mắt dường như còn có nước là hiểu ngay có chuyện gì. Quản lý Ngô cố nở nụ cười gượng, thưa hai vị, khu S là khu VIP, chỉ dành cho hội viên câu lạc bộ. Xe ở đây đều có giá mấy chục triệu tệ, chiếc rẻ nhất cũng đã 5 triệu rồi. Hai người là bạn của lão Hầu, tôi đưa hai người đi xem cũng không sao, nhưng hai người không mua thì xem làm gì. Ai? Cũng bận, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa được không? Lâm Mộng Đình cười khấy, ai nói chúng tôi không mua? Ngô Đại Minh hơi giật mình, đánh giá lại đôi trẻ trước mặt. Làm nghề này đã nhiều năm, ai có tiền, không có tiền. Giả vờ có tiền hay giả vờ không có tiền, Ngô Đại Minh đều đã gặp, nhưng hai người trẻ trước mặt này lại khiến anh ta hơi khó đoán. Hai người ăn mặc đơn giản thoải mái, nhưng khí chất lại rất đặc biệt, khá là thoát tục, trông không giống người thường, nhưng cũng không giống người giàu có. Ngô Đại Minh chưa bao giờ thấy khí chất này từ nhóm con ông cháu cha ở thủ đô. Ngô Đại Minh thật sự không quan tâm họ có mua xe hay không. Đại lý xe Giao Quang chỉ là vỏ bọc. Câu lạc bộ mới là nơi chính của các ông chủ, đối tượng họ phục vụ là hội viên những câu lạc bộ đó, chứ không phải những người bình thường đến mua xe. Hầu như thế hệ con ông cháu cha ở thủ đô mà chơi xe đều là hội viên của câu lạc bộ, bao gồm cả mấy cậu ấm của tứ đại gia. Vì vậy, số người khiến Ngô Đại Minh để mắt thực sự không nhiều. Anh ta chơi trong giới ô tô, còn Hầu Thất Quý chơi trong giới đồ cổ, cả hai đều là nơi tụ tập của giới nhà giàu. Nhưng Ngô Đại Minh ở câu lạc bộ sang trọng bậc nhất thủ đô, còn Hầu Thất Quý chỉ mở hai cửa hàng nhỏ ở Phan Gia Viên và xưởng Lưu Ly. Xét về địa vị trong giới riêng của mình, Ngô Đại Minh còn cao hơn Hầu Thất Quý một bậc. Hầu Thất Quý giàu có thật, nhưng vẫn chưa tới mức có thể chi hàng triệu tệ để mua một chiếc ô tô bình thường, xe của ông ta đi cũng chỉ có giá vài trăm nghìn tệ. Trong mắt Ngô Đại Minh, người Hầu Thất Quý giới thiệu thì có thể giàu được tới mức nào? Nếu giàu thật thì ai lại đi mua xe cũ? Nhưng trông Lâm Mộng Đình có vẻ rất nghiêm túc, điều này khiến Ngô Đại Minh cảm thấy khá khó dò. Bán xe hay không với anh ta không quan trọng, đại lý này vài tháng không bán được xe cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu đắc tội hội viên ngầm của câu lạc bộ thì anh ta không gánh nổi trách nhiệm. Thưa cô tên là gì ạ? Bởi vì vẫn luôn là Lâm Mộng Đình lên tiếng nên Ngô Đại Minh đã coi cô là nhân vật chính. Hơn nữa nhìn khí chất của Lâm Mộng Đình, trong sự tao nhã lại có vẻ giàu sang, nếu trong hai người có một người là con ông cháu cha thì Ngô Đại Minh nghĩ người đó sẽ là Lâm Mộng Đình, còn Lý Dục Thần lại giống như trai bao ăn bám, chỉ được cái đẹp mã. Tôi họ Lâm, Lâm Mộng Đình đáp. Nghe giọng nói có vẻ như cô Lâm không phải người thủ đô nhỉ, Ngô Đại Minh bắt đầu bắt chuyện, thử thăm dò Lâm Mộng Đình. Sao thế, tới chỗ anh mua xe còn phải kiếm tra hộ khấu à? Không phải ạ, Ngô Đại Minh cười khan. Vừa nãy tôi cũng đã nói rồi, khu S chỉ dành cho hội viên thôi. Để trở thành hội viên, cần được hội viên cũ bảo lãnh, nếu cô tìm được hai người bạn ở thủ đô đứng ra bảo lãnh, tôi sẽ đăng ký cho cô. Ngô Đại Minh muốn làm rõ thân phận của họ, chỉ cần là người có chút thực lực thì sẽ không thể không có bạn ở đây. Đương nhiên Lâm Mộng Đình hiểu ý của Ngô Đại Minh, cô đang định lên tiếng thì Lý Dục Thần đã nói, người ông chủ Hầu giới thiệu vẫn chưa được à. Ngô Đại Minh dẫn bọn họ đi qua đại sảnh, đi đến một khu vực triển lãm khác, chính là khu vực S.
Quả nhiên nơi này không giống với khu trước, phòng triển lãm này được trang trí lộng lẫy nguy nga, ngay cả khu nghỉ ngơi cũng có hoa viên. Những chiếc xe sang trọng trị giá hàng chục triệu xếp đầy trong phòng triển lãm, thậm chí trong có không ít phiên bản giới hạn. Đến cả Lâm Mộng Đình hai mắt cũng sáng rực lên. Lý Dục Thần không nghiên cứu gì về ô tô, anh chỉ cảm thấy công nghệ của những chiếc xe này rất tốt. Thế nào, có ưng chiếc nào không? Ngô Đại Minh nói đùa, giọng điệu có phần đùa cợt. Lâm Mộng Đình không nói gì, chỉ kéo tay Lý Dục Thần nhìn ngắm một lượt. Ô tô ở đây đều được bọn tòi đặt xưởng làm cả đấy, có những loại xe anh không đặt được ở đại lý ô tô 4S đâu. Còn có mấy con second hand này, anh đừng thấy chúng bị sang tay mà chê, đều là hội viên của câu lạc bộ bọn tôi đổi cả đấy. Hội viên của bọn tôi đều là thiếu gia nhà tỷ phú hoặc nhà làm quan, bọn họ chơi xe cũng như chơi gái, ngàn vàng một đêm, chơi xong thì không cần. Nữa, anh xem chiếc Aventador này, cậu Ngụy của tập đoàn Vạn Hồ mua về chỉ lái một lần, chưa đi quá một cây, bạn gái nói một câu không thích là bỏ luôn. Thế nào mới gọi là giàu? Đấy là giàu đấy. Ngô Đại Minh tự hào giới thiệu. Lâm Mộng Đình không dao động, cô đang suy nghĩ nên mua cho Lý Dục Thần chiếc xe như thế nào mới phù hợp với thân phận của anh. Xe của gia chủ nhà họ Lý đương nhiên phải phô tỏ được sự cao quý, nhưng cũng không thể quá phô trương làm màu. Những chiếc xe thể thao ở đây hiển nhiên không phù hợp. Đi được một đoạn, Lâm Mộng Đình nhìn thấy trong một góc của phòng triển lãm có một chiếc Rolls-Royce Phantom, mắt cô sáng lên, cô cảm thấy chiếc xe này phù hợp. Ra vào dinh thự nhà họ Lý là hợp lý. Dục Thần, em cảm thấy chiếc xe này được đấy, anh thấy thế nào? Lâm Mộng Đình chỉ vào hình ảnh và hỏi. Lý Dục Thần nói, anh sao cũng được, em thích thì lấy chiếc này. Ngô Đại Minh và nhân viên bán hàng Tiểu Trịnh đi theo vào đều giật mình. Vừa rồi xem chiếc xe 70-80 nghìn thì. Chê đắt, vậy mà bây giờ lại vừa ý Rolls Royce. Ngô Đại Minh nói, hai người biết chiếc xe này bao nhiêu không? Ở cửa hàng bọn tôi phải trả một lần, không thể trả góp. Tiếu Trình bên cạnh nhỏ giọng nhắc, quản lý, cậu Âu Dương đã nói muốn mua chiếc này. Lâm Mộng Đình tỏ ra thất vọng, có người mua rồi à, thế có chiếc nào cùng kiểu không? Cô Lâm, cô nói đùa rồi, chiếc xe này ở đại lý 4S cũng đã có giá 10 triệu rồi, phải đặt trước một năm mới có hàng. Mà đây là phiên bản giới hạn do câu lạc bộ bọn tôi đặt riêng, chỉ có đúng một chiếc này thôi. Còn về giá cả thì cũng đắt hơn cửa hàng 4S, 12 triệu. Nếu hai người muốn thì chỉ có thể đặt trước. Ô, thế thì tiếc quá, bọn tôi muốn mua xe sẵn cơ, Lâm Mộng Đình tiếc nuối. Dường như Ngô Đại Minh đoán trước được cô sẽ nói vậy, anh ta nở nụ cười khinh miệt, nói, nếu cô thật sự muốn mua thì tôi có thể tự quyết định, bán chiếc xe này cho cô. Dù sao cậu Âu Dương chưa trả tiền đặt cọc, cũng chưa ký hợp đồng. Nhưng cô phải thanh toán luôn một lần. Tôi cho cô nửa ngày, cô đi gom đủ tiền, trong vòng nửa ngày tiền vào tài khoản thì xe thuộc về cô, quá thời gian thì không chờ nữa. Nói xong, anh ta đắc ý đứng đó nhìn Lâm. Mộng Đình và Lý Dục Thần, như đang nói tôi đã cho hai người một cái cớ rồi, đi mau lên, xoay tiền đi, đừng trở lại nữa. Lâm Mộng Đình cười hỏi, quản lý Ngô nói thật à? Tiếu Trịnh kéo nhẹ góc áo của Ngô Đại Minh, như đang nhắc nhở anh ta cậu Âu Dương không phải người dễ chọc. Nhưng Ngô Đại Minh không để ý đến cô ta, chỉ trả lời với Lâm Mộng Đình, đương nhiên là thật. Được, vậy nói lời thì giữ lời. Lâm Mộng Đình nói xong thì lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ, cô nhìn Tiểu Trịnh và nói, cô Trịnh, phiền cô đi quẹt thẻ giúp tôi, hợp đồng này tính vào hiệu suất bán hàng của cô. Thấy Lâm Mộng Đình lấy thẻ ra, Ngô Đại Minh và Tiểu Trịnh trợn tròn mắt. Người kinh doanh ô tô hạng sang chắc chắn đều quen thuộc với loại thẻ này. Họ biết rằng chỉ cần chiếc thẻ này không phải của nhặt được thì đừng nói là mua một chiếc xe, mua hẳn 10 chiếc cũng dư sức. Trong nháy mắt, Ngô Đại Minh ứa mồ hôi lạnh. Ấy, cô Lâm, chúng ta có thể thương lượng. Được không, Ngô Đại Minh cảm thấy như có vật nặng đè lên lưng mình, anh ta bất giác khom lưng. Tiểu Trịnh đứng bên cạnh nhìn chiếc thẻ Lâm Mộng Đình đưa ra, tay đã giơ ra lại không biết có nên cầm lấy không. Lâm Mộng Đình nói với giọng hờ hững. Đại lý xe hơi lớn thế này mà nói chuyện không giữ lời à? Cô Lâm, xin tha thứ cho tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Chiếc xe này bị người khác đặt trước thật rồi, người đặt chính là cậu Âu Dương của tập đoàn Tây Châu. Ngô Đại Minh suýt khóc. Nói tên cậu Âu Dương của tập đoàn Tây Châu ra rồi mà vị tiểu thư này còn không cau mày.
Nếu thật sự phải bồi thường gấp 10 lần thì chắc chắn sếp sẽ không chấp nhận tổn thất này, Ngô Đại Minh sẽ phải tự móc tiền túi ra trả. So sánh địa vị trong giới, anh ta khinh thường Hầu Thất Quý. Nhưng nếu so sánh về tiền bạc thì một người làm công ăn lương như anh ta sao có thể so với ông chủ Hầu chơi đồ cổ mấy chục năm. Bồi thường gấp 10 lần, anh ta lấy cái gì ra mà bồi thường? Bán nốt cái quần lót cũng không đền nổi ấy chứ. Lúc cậu Âu Dương đến xem xe, có cậu Tiêu đi cùng. Cô Lâm, cô xem, Ngô Đại Minh thấy Lâm Mộng Đình vẫn thờ ơ thì giải thích thêm, chính là Tiêu Môn thiếu gia của nhà họ Tiêu ở thủ đô. Nhà họ Tiêu, Lâm Mộng Đình sửng sốt, cô quay sang nhìn Lý Dục Thần. Tiêu Sinh và Lý Thiên Sách là bạn thân, mà Tiêu Minh Hạc vừa mới đi vào quỷ cung, giết Đạm Đài Ngọc và Quỷ Vương cùng với Lý Dục Thần. Bây giờ nhà họ Tiêu và nhà họ Lý là đồng minh, cô phải suy xét đến quan hệ của hai nhà. Ngô Đại Minh thấy Lâm Mộng Đình cuối cùng cũng có phản ứng thì yên tâm hẳn, anh ta lại ưỡn ngực, nói, chính là Tiêu Ngôn thiếu gia của nhà họ Tiêu, văn võ song toàn, là người nối bật trong thế hệ thanh niên ở thủ đô. Cậu Âu Dương và Tiêu thiếu gia là bạn bè. Lâm Mộng Đình vẫn nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói, mặc kệ nhà họ Tiêu hay nhà họ Vương, vợ tôi đã thích cái gì thì không ai có thể lấy đi được. Lâm Mộng Đình phì cười, cô nhét thẻ vào tay Tiếu Trịnh, nói, mau đi quẹt thẻ đi, cô không muốn lấy phần trăm hoa hồng từ hợp đồng này à? Trái tim Tiếu Trịnh đập thình thịch, tuy trích phần trăm không cao, nhưng chiếc xe này rất đắt nên tính ra cô ta sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng không nhỏ. Trước kia bán được loại xe này thì hiệu suất bán hàng thuộc về quản lý chứ đâu đến lượt cô ta. Cô ta thấp thỏm nhìn quản lý Ngô. Ngô Đại Minh cực kỳ khó xử, anh ta vừa tức giận vừa xấu hổ lại vừa lo lắng, đành phải dùng kế hoãn binh, hai người khoan vội trả tiền, hay là hai vợ chồng cứ xem xe đi đã, để Tiểu Trịnh đi chuẩn. Bị hợp đồng. Lâm Mộng Đình cười nói, câu lạc bộ của các anh lớn, tôi tin tưởng các anh, tôi trả tiền trước, anh đưa biên lai cho tôi là được, thủ tục thì hai ngày nữa tôi sẽ bảo quản gia Hầu đến làm. Quản gia Hầu, Ngô Đại Minh giật mình, lão Hầu. Dù Lâm Mộng Đình dè tính đến mấy thì đến giờ cũng có phần mất kiên nhẫn, cô nói, tôi không muốn dài dòng với anh nữa. Nếu anh không làm chủ được thì gọi sếp của anh đến đây. Rồi cô kéo tay Lý Dục Thần đến phòng trà hoa viên nghỉ ngơi. Ngô Đại Minh không có cách nào khác, đành nói với Tiểu Trịnh, cô đi đi, cứ chậm thôi, tôi đi gọi điện thoại. Tiểu Trịnh cầm thẻ rời đi với chút hy vọng trong lòng. Ngô Đại Minh lấy điện thoại ra gọi điện ngay cho Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh nghe nói có người muốn cướp Phantom của mình thì nổi giận, lập tức muốn chạy đến ngay. Ngô Đại Minh cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, đang phân vân có nên báo cho lãnh đạo không thì Tiểu Trịnh đã trở lại, ngoài ra còn có một người phụ nữ đi cùng với cô ta, tuổi chừng 30. Mặc bộ vest màu ngà cất may khéo léo, trông đơn giản mà lão luyện. Ngô Đại Minh trông thấy người phụ nữ này đến thì cảm thấy đau đầu. Tổng giám đốc Đới, sao chị lại đến đây? Người phụ nữ này chính là tổng giám đốc Đới Đình của câu lạc bộ Giao Quang, là nữ cường nhân nổi tiếng trong ngành xe hơi và giới kinh doanh ở thủ đô. Mà sự xuất chúng của cô ấy không chỉ thể hiện ở diện mạo và năng lực ưu tú, mà còn ở chủ nhân thật sự sau lưng cô ấy. Đới Đình lạnh lùng nhìn Ngô Đại Minh, nói, nếu Tiểu Trịnh không báo cho tôi biết thì anh định giấu tôi đấy à? Khách hàng đâu? Ở Hoa Viên, Ngô Đại Minh thấp thỏm trả lời. Anh gọi điện cho Âu Dương Tĩnh, bảo là xe có vấn đề. Chúng ta sẽ đặt làm cho cậu ta một chiếc khác, miễn phí gia hạn hội viên cho cậu ta một năm, rồi bảo cậu ta có thể đưa ra những yêu cầu đặt riêng khác, cố gắng thỏa mãn cậu ta, Đới Đình nói. Ngô Đại Minh sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng, tôi đã gọi điện cho cậu Âu Dương, đã báo rồi. Anh, Đới Đình cạn lời nhìn anh ta, rồi mắng, đồ ngu. Lát nữa tôi quay lại tính sổ với anh. Dứt lời, cô ấy sải bước đi đến hoa viên. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đang ở trong vườn uổng trà, ngắm hoa. Đới Đình đi đến, mỉm cười nói, xin chào, tôi là Đới Đình, Tổng Giám đốc Câu Lạc Bộ Giao Quang. Trước tiên xin cho tôi gửi lời xin lỗi đến hai bạn, bởi vì sự sai lầm trong nghiệp vụ của chúng tôi khiến cho hai bạn có những trải nghiệm không vui, thật sự xin lỗi. À, không biết phải xưng hô với hai bạn thế nào. Tổng Giám đốc Đới không cần xin lỗi, chỉ cần thực hiện hứa hẹn. Bán xe cho bọn tôi là được, Lâm Mộng Đình thấy Đới Đình nói năng lịch sẽ thì cũng khách sáo đáp lại, tôi là Lâm Mộng Đình, còn đây là chồng tôi, Lý Dục Thân.
Cậu Lý, cô Lâm, hai người yên tâm, nếu tôi đã đồng ý với hai người thì chiếc xe này nhất định sẽ bán cho hai người. Hai vị có muốn lái thử xe không? Đới Đình nói. Không cần, Lâm Mộng Đình nói, câu lạc bộ của các người lớn như vậy, tôi tin tưởng các người, nếu xe có vấn đề gì, các người nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đới Đình nhíu mày, sợ bọn họ sẽ làm ầm chuyện chiếc xe ở đây, nhưng nghĩ lại cũng không tới mức đó, bèn nói với Tiểu Trịnh, đi quẹt thẻ đi. Tiểu Trịnh vui vẻ đồng ý rời đi. Đới Đình ngồi đây uổng trà nói chuyện phiếm để thăm dò mục đích thật sự của bọn họ. Nhưng nói chuyện cả nửa ngày lại phát hiện hình như bọn họ tới mua xe thật chứ không có mục đích nào khác. Tiểu Trịnh đã quay trở lại, trả thẻ lại cho Lâm Mộng Đình và bảo cô ký tên vào tờ đơn. Đới Đình cười nói, cậu Lý, cô Lâm, à không, phải gọi là cô Lý, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi. Tôi sẽ gọi người đưa xe tới nhà và làm thủ tục đăng ký xe với quản gia. Nếu bây giờ hai người muốn lái đi luôn thì cũng không thành vấn đề, không cần lo về thủ tục. Lâm Mộng Đình hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, bỗng có người nói, chiếc xe này là của tôi, không ai được lái nó đi. Một thanh niên hơn 20 tuổi, tay đút túi quần, dắt theo một cô gái xinh đẹp quyến rũ kiêu ngạo bước tới. Cậu Âu Dương, Ngô Đại Minh thấy Âu Dương Tĩnh tới, thì như thấy được vị cứu tinh, chỉ cần Âu Dương Tĩnh đoạt lại xe thì việc hôm nay cũng không phải lỗi của anh ta, Đới Đình không có lý do gì để phạt anh ta. Mẹ nó, ra ngoài ăn một bữa cũng không yên. Xe ông đây thích, ai dám lái đi, Âu Dương Tĩnh hùng hổ nói. Cậu Âu Dương, Đới Đình đi tới, cười hỏi, đã lâu không gặp, tôi đang định liên hệ với cậu đây. Không phải cậu thích xe thể thao sao, câu lạc bộ mới đặt một chiếc Pagani, hay là bây giờ tôi đưa cậu đi xem nhé? Đây không phải xếp Đới sao, Âu Dương Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đới mỹ nhân còn đích thân ra bán, xe cơ à? Anh ta kéo dài chữ bán, rõ ràng là khinh miệt. Đới Đình khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cười nói, không còn cách nào khác, bây giờ làm ăn không dễ, chỉ có thể tự tay làm hết. Vậy cô phải nói sớm chứ, bán cho ai không bán, tại sao không bán cho tôi nhỉ? Âu Dương Tĩnh tiến lên, đè thấp giọng, nếu cô chịu bán, giá cả có thể thương lượng, tôi có thể trả tiền trước, nhận hàng sau nhé. Đới Đình chán ghét né sang một bên, vẻ mặt lạnh lùng, cậu Âu Dương, nếu cậu muốn mua xe thì bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi xem. Còn nếu cậu muốn mua cái khác thì có lẽ là cậu tới nhầm nơi rồi. Người phụ nữ bên cạnh Âu Dương Tĩnh có chút ghen tị, kéo Âu Dương Tĩnh đang định tới gần lại, nũng nịu nói, đúng vậy, Âu Dương, chúng ta đi xem xe đi, không phải anh nói đưa em tới xem xe sao? Có cái rắm, Âu Dương Tĩnh giận dữ, hất tay người phụ nữ ra, xem xe cái gì? Tôi đã thấy xe mình thích rồi, chính là chiếc Phantom đó. Đới Đình vẫn là một điều nhịn chín điều lành. Cậu Âu Dương, chiếc Pagani còn đắt hơn cả Phantom, hơn nữa tôi đảm bảo, đây là chiếc xe đầu tiên trong thủ đô, cậu không thể suy nghĩ lại sao? Âu Dương Tĩnh cười ha ha, có thể chứ, Tống Giám Đốc Đới ở lại một đêm với tôi, có đắt thế nào tôi cũng mua, giá cả tùy cô báo, thế nào? Lý Dục Thần nhíu mày. Anh vốn tưởng rằng một câu lạc bộ lớn thế này, Đới Đình là Tống Giám Đốc chắc chắn rất có năng lực, nhưng không ngờ lại bị tên Âu Dương này đùa cợt như thế. Xem ra Đới Đình này không phải bà chủ, còn gia cảnh tên Âu Dương này có vẻ tốt, thảo nào Ngô Đại Minh luôn bênh vực anh ta, còn nói anh ta và thiếu gia nhà họ Tiêu rất thân cận. Tống Giám Đốc Đới, chiếc ba cái gì đó Nico nói bao nhiêu tiền, Lý Dục Thần đột nhiên hỏi. Đới Đình và Âu Dương Tĩnh đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Lý Dục Thần. Âu Dương Tĩnh phụt cười, chỉ Lý Dục Thần nói, ba cái gì đó ni. Ha 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 ha, là Pagani, đồ lỗi thời. Mới từ quê lên à? Lý Dục Thần không thèm để ý tới anh ta, chỉ nhìn Đới Đình. Đới Đình nói, chiếc Pagani này là chiếc đầu tiên trong thủ đô, có hơi đắt một chút, cụ thể là 2.800 vạn. Được, tôi mua, Lý Dục Thần nói. Tiếng cười của Âu Dương Tĩnh đột nhiên im bặt, bầu không khí trong vườn rơi vào tĩnh lặng. Tiếu Trịnh tò mò nhìn Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, cặp thanh niên đi taxi tới đây thì ra lại có tiền như vậy. Cô ấy còn lo bọn họ không mua. Nổi chiếc xe 70-80 vạn. Còn Ngô Đại Minh thì tiếc đứt ruột. Phantom 1.200 vạn, Pagani 2.800 vạn, xe còn chưa xem, nói mua là mua, đây không phải thổ hào thì cũng là phú bá. Tên hầu thất quý chết tiệt, từ khi nào ông ta lại quen biết với người giàu như vậy, mẹ nó đào mộ tìm thấy thần tài à.
Tuy Đới Đình đã biết thân phận của Lý Dục Thần nhưng vẫn hơi bất ngờ. Vậy cậu có muốn chiếc Rolls-Royce Phantom nữa không? Âu Dương Tĩnh lạnh lùng cười một tiếng, đi về phía Lý Dục Thần, một chân dẫm lên ghế máy trong vườn, cong lưng, nhìn từ trên xuống nói. Họ Lý phải không? Có tiền lắm sao? Chắc không phải người thủ đô nhỉ? Đồ lỗi thời, đến cả Pagani cũng không biết thì đừng có mua siêu xe làm gì, sẽ bị người khác cười nhạo đó, cho mày một cơ hội, trả xe lại đây. Ánh mắt anh ta chuyển qua người Lâm Mộng Đình, còn cô gái này nữa, nhường cho tôi đi. Một tiếng bốp giòn tan. Âu Dương Tĩnh còn chưa kịp nói xong đã bị ăn một cái tát, cả người bay ra ngoài, đập một cái rầm thật mạnh vào góc vườn. Cậu Lý! Đới Đình hoảng sợ, không ngờ Lý Dục Thần sẽ ra tay không báo trước, ở câu lạc bộ Giao Quang cũng thường xảy ra tranh chấp giữa các phú nhị đại, nhưng rất ít khi đánh nhau, hoặc là câu lạc bộ ra mặt giải quyết, hoặc là họ ra ngoài giải quyết. Miệng anh ta thối quá, Lý Dục Thần thản nhiên nói. Đới Đình nhớ tới lời nói miệt thị của Âu Dương Tĩnh, lại thấy bây giờ nửa mặt anh ta đã sưng lên, quỳ rạp xuống đất, máu phun đầy miệng, rất là hả giận. Nhưng cô ấy cũng có chút lo lắng, mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng mất kiểm soát. Cô ấy đã nghe nói về thanh danh của Lý Dục Thần, đến cả nhà họ Bạch và nhà họ Tần cũng dám động, đương nhiên sẽ không để Âu Dương Tĩnh vào mắt. Nhưng Âu Dương TTNS cũng không dễ chọc, cha anh ta là Âu Dương Sân, chủ tịch tập đoàn Tây Châu, ở thủ đô cũng được xem là một doanh nhân có thực lực. Điều quan trọng là, Âu Dương Tĩnh là anh em với thiếu gia Tiêu Ngôn nhà họ Tiêu. Nếu Tiêu Ngôn biết anh em của mình bị người ta đánh, anh ta sẽ đế yên sao? Mặt khác, quan hệ của Âu Dương Tĩnh và Sở Triết cũng không tệ. Đây cũng chính là lý do anh ta dám trêu ghẹo Đới Đình, chủ câu lạc bộ Giao Quang là Sở Giao, mà Sở Triết là anh trai của Sở Giao, quan hệ của hai anh em rất tế nhị. Đới Đình càng lo lắng chuyện này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến địa vị của Sở Giao trong gia tộc. Mày lại dám đánh tao, Âu Dương Tĩnh bỏ dậy. Nói không rõ chữ mà chỉ vào Lý Dục Thần, tao sẽ giết mày. Anh ta hét lên, mọi người không dám tới gần. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn Âu Dương Tĩnh. Đới Đình nói, cậu Lý, xin hãy bình tĩnh, chuyện này cứ giao cho tói đi. Nơi này là câu lạc bộ Giao Quang, tuy Âu Dương Tĩnh miệng thối nhưng anh ta vẫn là hội viên cao cấp của câu lạc bộ. Lý Dục Thần chưa tỏ thái độ, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Đới Đình hiểu ý anh, cô ấy đi về phía Âu Dương Tĩnh. Nói, cậu Âu Dương, nể mặt tôi đi, chuyện hôm nay hãy bỏ qua đi nhé, câu lạc bộ chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu. Cái rắm ấy, Âu Dương Tĩnh tức giận, cô là cái thá gì? Có Sở Giao ở đây, tôi sẽ nể mặt cô ta, cô chỉ là con chó của Sở Giao, dựa vào đâu mà tôi phải nể mặt cô? Vẻ mặt Đới Đình tái mét, nhưng cũng không nổi nóng, nói, cậu Âu Dương, vậy cậu muốn làm thế nào? Tôi là hội viên của câu lạc bộ các người. Bây giờ lại bị đánh trong câu lạc bộ, cô nói xem phải làm sao, Âu Dương Tĩnh tức giận nói, đơn giản thôi, đánh cái tên họ Lý này cho tôi, đánh gãy tay gãy chân, nếu cô không làm được thì gọi Sở Giao tới, Sở Giao không làm được thì cô ta không có tư cách quản lý câu lạc bộ này, vẫn nên để cậu Sở tới. Quản đi, Đới Đình đang định nói thì bỗng có người nắm lấy vai cô ấy. Cô ấy quay đầu lại, thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Lý Dục Thần. Không hiểu sao Đới Đình vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy có hy vọng. Lý Dục Thần đi ngang qua cô ấy, tới trước mặt Âu Dương Tĩnh. Mày muốn làm gì? Vừa rồi mày nói muốn đánh gãy chân gãy tay tao đúng không? Lý Dục Thần đột nhiên đá vào đầu gối Âu Dương Tĩnh. Một tiếng rắc vang lên. Tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Tĩnh và tiếng thét chói tai của người phụ nữ anh ta dẫn tới đồng thời vang lên. Âu Dương Tĩnh ngã xuống đất. Chân đã bị bẻ gãy 90 độ. Lý Dục Thần giẫm lên chân còn lại của anh ta, nói, tao cho mày một cơ hội để giữ lại cánh tay, gọi điện thoại bảo người mày quen tới, xem ai có thể cứu được mày. Nói xong, anh dùng hơi dùng lực ở chân, một. Tiếng răng rắc lại vang lên, xương chân kia của Âu Dương Tĩnh cũng nứt ra. Lý Dục Thần không thèm nhìn Âu Dương Tĩnh lấy một cái, chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Tất cả mọi người như hóa đá. Không chỉ cơ thể chết lặng mà đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng. Hiện trường chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Tĩnh. Phải mất một lúc lâu Ngô Đại Minh mới phản ứng lại, đột nhiên phát hiện hai chân mình vẫn đang run lên, cứ như vừa rồi hai chân Lý Dục Thần cũng đá vào đùi anh ta vậy. Anh ta cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nhịn được mà run lên.
Lâm Mộng Đình nói, Dục Thần, chúng ta đến đế mua xe, một con ruồi mà thôi, làm sao phải để ý đến thế? Lý Dục Thần hỏi, Mộng Đình, em đoán xem bây giờ lão hầu đang làm gì? Lâm Mộng Đình sững sờ, ở trong nhà đi, em không có thiên lý nhãn, làm sao biết ông ta đang làm cái gì? Lý Dục Thần cười ha ha một tiếng, vậy em thử nói xem vì sao lão hầu lại bảo chúng ta đến chỗ này mua xe? Không phải ở đây có thể lấy được xe luôn sao? Lâm Mộng Đình ngạc nhiên nói. Ha ha, không đơn giản như vậy đâu. Lão hầu ấy à, tinh danh lắm, Lý Dục Thần nói, chắc chắn câu lạc bộ này có bối cảnh lớn ở thủ đô, chắc hẳn lão hầu cũng biết, nhưng ông ta lại không nói cho chúng ta biết. Quản lý Ngô là một kẻ nịnh hót, chắc chắn lão hầu cũng biết, nhưng ông ta không nói cho chúng ta biết, cũng không nói thân phận của chúng ta cho quản lý Ngô. Anh cho rằng lão hầu cố ý, Lâm Mộng Đình càng thêm ngạc nhiên. Ông ta chính là cố ý, Lý Dục Thần nói, ông ta bảo chúng ta đến mua xe, chính là hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì đó ở chỗ này. Anh đoán, bối cảnh của cửa hàng xe này nhất định là rất sâu, nói không chừng còn có liên quan đến nhà nào đó trong bốn gia tộc lớn, có lẽ là nhà họ Sở. Ông ta muốn anh xảy ra quan hệ gì đó với nhà họ Sở, cho dù là tốt hay là xấu, chỉ khi nào xảy ra chuyện gì đó mới có chuyện phía sau. Nhà họ Lý muốn vươn lên, sẽ không thể tránh khỏi bốn gia tộc lớn, là địch hay bạn, biết rõ ràng sớm một chút cũng là chuyện tốt. Vậy vì sao lão hầu không trực tiếp nói cho chúng ta biết dụng ý của mình, Lâm Mộng Đình hỏi. Nói thẳng sẽ biến thành chúng ta cố ý đến gây sự, Lý Dục Thần nói, hơn nữa lão hầu hiểu anh không thích diễn kịch, nếu ông ta chuẩn bị một kịch bản để anh diễn, chắc chắn anh sẽ diễn hỏng. Cho nên ông ta mới dứt khoát không cần kịch bản, để chúng ta phát huy ngẫu hứng. Đạo diễn như ông ta, bây giờ không biết đang nấp ở chỗ nào quan sát tình thế đâu. Lâm Mộng Đình nói, lão hầu này thật là, tâm cơ sâu như vậy, em cũng cảm thấy hơi sợ hãi rồi đấy. Lý Dục Thần nói, phải xem ông ta muốn dùng tâm cơ vào chỗ nào, dùng với người nào. Nếu em nhìn thấy cảnh tượng ông ta đánh cương thi trong mộ của quỷ vương, em sẽ biết người này. Ngây thơ giống đứa bé. Lâm Mộng Đình lắc đầu bật cười. Bỗng nhiên cô lại hỏi, sao anh lại cảm thấy phía sau cửa hàng xe này là nhà họ Sở, mà không phải ai khác? Đầu tiên loại trừ nhà họ Na, sau đó là nhà họ Tiêu, nếu là hai nhà này, lão hầu không cần thiết phải sắp xếp như vậy. Còn lại chính là nhà họ Vương và nhà họ Sở, bây giờ nhà họ Vương vẫn chưa công khai tỏ thái độ, đúng là cũng cần tìm cơ hội phá cục, nhưng hôm nay Vương Tứ gia mới tới, chắc hẳn nên cho ông ta một chút thời gian, lão hầu sẽ không vội vàng sao động như thế. Cho nên chỉ có thể là nhà họ Sở. Dục Thần, năng lực trinh thám của anh trở nên mạnh như vậy từ bao giờ vậy? Em thật sự là càng ngày càng bội phục anh, Lâm Mộng Đình nói ra từ đáy lòng. Lý Dục Thần tiến đến bên tai cô, thần thần bí bí nói, thật ra không cần suy luận, tên Âu Dương kia vừa rồi nói chuyện với Tống Giám Đốc Đới, hình như có nhắc đến Sở Giao gì đó. Nói xong bèn cười lên ha ha. Lâm Mộng Đình lườm anh một cái, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, nhưng mà trong lòng vẫn rất bội phục anh. Ít ra Lâm Mộng Đình không thể nghĩ ra được phán đoán về Hầu Thất Quý như vậy. Lúc này, Đới Đình đi đến nói. Cậu Lý, cô Lý, hay là hai người đi trước đi, nơi này cứ giao cho tôi xử lý. Xe mà hai người đặt, tôi sẽ phái người đưa đến tận nhà. Lý Dục Thần cười nói, tôi đánh người ở chỗ của cò, theo lý thuyết thì cô nên bắt tôi lại mới đúng, sao còn bảo tôi đi. Đới Đình cười khổ nói, cậu Lý đừng nói đùa, tôi đều nhìn thấy chuyện đã xảy ra rồi, Âu Dương Tĩnh đã làm sai trước. Nhưng mà cậu Lý, bố của Âu Dương Tĩnh là chủ tịch tập đoàn Tây Châu Âu Dương Sân. Thì sao chứ, Lý Dục Thần lạnh nhạt hỏi. Âu Dương Sân làm ăn ở thủ đô nhiều năm, quan hệ rất rộng, thế ra hào môn ở thủ đô cũng sẽ nể mặt ông tôi một chút. Vừa rồi Âu Dương Tĩnh mới gọi điện thoại gọi rất nhiều bạn bè tới đây, Đới Đình nói. Thì sao chứ, Lý Dục Thần vẫn lạnh nhạt hỏi. Đa số cậu ấm cô chiêu ở thủ đô đều là hội viên của câu lạc bộ chúng tôi, Âu Dương Tĩnh có quan hệ không tệ với bọn họ. Nếu như bọn họ đều tới, chúng tôi cũng không tiện áp chế. Nhỡ may, xảy ra xung đột với cậu. Đới Đình sững sờ, không nghĩ tới Lý Dục Thần lại không hề nể nang gì như thế. Cô ta có chút hối hận vì đã nói mấy chuyện này với anh, nhưng đã nói ra miệng, không có cách nào thu hồi. Cô ta cắn môi một cái, nói, Sở Chiết rất thân thiết với Tân Gia,
hai ngày trước hắn ta còn đến chỗ Tần gia, trở về liền thuyết phục bác sở. Cô ta chưa nói xong, chợt nghe có người nói, im ngay. Ai bảo em nói mấy chuyện này? Chỉ thấy một người phụ nữ chừng 30 tuổi đi tới, không thể nói là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng khí chất cực kỳ xuất chúng, trong sự già dặn lộ ra cao nhã phú quý, chỉ là vẻ mặt lạnh như xương, cũng không biết là bởi vì chuyện hôm nay, hay là bởi vì lời Đới Đình vừa nói mà tức giận. Thấy cô ta đi đến, Tiểu Trịnh và quản lý Ngô đều thành thật đứng ở một bên, không dám thở mạnh cái nào. Chị Sở Giao, Đới Đình gọi một tiếng. Đình Đình, chị coi em là bạn tốt mới nói chuyện trong nhà với em, sao em có thể nói với người ngoài được, Sở Giao nói. Là em sai, Đới Đình đi lên khoác tay Sở Giao, nhìn qua thì có vẻ quan hệ của hai người đúng là rất thân thiết. Sở Giao nhìn thoáng qua Âu Dương Tĩnh nằm dưới đất trong một góc hẻo lánh của vườn hoa, nhíu mày, sau đó đi đến trước mặt Lý Dục Thần, vươn tay ra. Cậu Lý đúng không, tôi tên là Sở Giao. Rất vui được gặp cô, Lý Dục Thần nhẹ nhàng bắt tay với cô ta. Sau đó Sở Giao lại bắt tay với Lâm Mộng Đình, hai bên xem như quen biết. Cậu Lý, cô Lý, hai người gặp phải chuyện không vui ở chỗ này, tôi đại diện cho câu lạc bộ Giao Quang cùng cá nhân tôi chân thành xin lỗi hai người. Sở Giao nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng trước mặt, tôi sẽ nói thẳng, chuyện ngày hôm nay, cho đến bây giờ tôi còn có thể xử lý. Nhưng nếu như hai vị còn không đi, lát nữa anh tôi tới, chuyện này sẽ càng thêm khó giải quyết. Mặc dù Âu Dương Tĩnh chỉ là tên hề, nhưng hắn và Tiêu Môn thiếu gia có quan hệ không tệ. Nếu như cậu Tiêu cũng tới, thì sao chứ, Lý Dục Thần lạnh nhạt nói. Sở Giao bị Lý Dục Thần làm cho nghẹn họng, vừa rồi tôi nói nhiều như thế, cậu không nghe lọt tai một chữ nào đúng không? Đới Đình đứng bên cạnh Sở Giao càng cạn. Lời, đây là lần thứ tư Lý Dục Thần nói thì sao chứ rồi? Tên này là ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy? Cậu dám đánh Âu Dương Tĩnh, chẳng lẽ cậu còn dám đánh cậu Sở và cậu Tiêu sao? Cho dù cậu dám, vậy cậu cũng phải đánh thắng được đã. Có người nào không biết cậu Tiêu là người nối bật trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Tiêu gia truyền võ đạo, Nam Chu Bắc Tiêu, Bắc đấu võ lắm trong thiên hạ cũng không phải là đùa giỡn. Sở Giao nhíu mày, có chút giận dữ, nhưng cô ta vẫn nhẫn nhịn. Nếu nói về nguyên nhân gây ra chuyện này thì vẫn là nhân viên cửa hàng mình làm sai, mà Âu Dương Tĩnh là loại người gì, trong lòng cô ta cũng biết rất rõ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi ô tô và tiếng thắng xe chói tai. Một nhân viên vội vã chạy tới, hốt hoảng nói, Chủ tịch Sở, Tống Giám Đốc Đới, Chủ tịch Âu Dương của tập đoàn Tây Châu tới, còn dẫn theo mười mấy thuộc hạ khí thế hung hăng. Tới nhanh như vậy ư, Sở Giao thay đổi sắc mặt. Bảo vệ ngăn cản bọn họ trước, tôi sẽ tới ngay lập tức. Nhân viên đáp một tiếng, đi ra. Cậu Lý, cậu vẫn nên tránh mặt một chút đi. Sở Giao nói, Đình Đình, em dẫn cậu Lý và cô Lý đi ra từ phía sau, chị sẽ đi đối phó với Âu Dương Sân. Đới Đình đang muốn đáp lời, lại nghe Lý Dục Thần nói, không cần. Người là do tôi đánh, không thể để cô Sở thay tôi gánh chịu được. Tôi sẽ ở ngay chỗ này, cô cứ cho bọn họ vào đi. Sở Giao cau mày nói, cậu Lý, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tôi còn có thể ứng phó được với Âu Dương Sân, nơi này là địa bàn của nhà họ Sở, ông ta sẽ không dám làm loạn. Nhưng một lát nữa anh tôi và cậu Tiêu mà đến, tôi sẽ không thể nắm tình hình trong tay được nữa. Ánh mắt Lý Dục Thần lẫm liệt, nói, tôi xin nhận ý tốt của cô Sở. Nếu như bây giờ tôi mà đi, chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ tôi là kẻ hèn nhát ư. Nhà họ Lý vừa trở lại thủ đô. Chắc hẳn còn có rất nhiều người không biết tôi, vậy cứ để bọn họ làm quen một chút. Sở Giao nghe vậy thì lắc đầu, cậu Lý, cậu không biết hay là giả không biết anh trai tôi Sở Chiết và cậu Tiêu là ai vậy? Lý Dục Thần cười, cô Sở, bọn họ là ai không liên quan gì đến tôi cả. Ở trong mắt của tôi, tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Mặc kệ là ai đến, không khác gì sâu kiến cả. Sở Giao thật sự vô cùng tức giận, mình chỉ có ý tốt. Vậy mà đối phương lại không biết điều chút nào. Vốn dĩ cô ta còn cảm thấy Lý Dục Thần là một nhân vật lớn, nhưng anh lại nói ra lời cuồng vọng như vậy khiến cô ta cảm thấy rất thất vọng. Loại người này mà muốn phục hưng nhà họ Lý, sợ là nằm mơ. Cô ta không tiếp tục để ý đến Lý Dục Thần, thở dài một tiếng, nói với Đới Đình, em ở chỗ này xem, chị đi ra ngoài ngăn cả Âu Dương Sân. Nói xong, cô ta liền quay người, vừa đi mấy bước, một đám người đã vọt vào.
cầm đầu là một lão già tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Phía sau lão già là một đám vệ sĩ cao to, một người cầm đầu có dáng người vô cùng lực lưỡng, cao gần 2 mét, giống như một tòa tháp sắt, đi trên đường giống như mặt đất đều đang run rẩy. Phía sau bọn họ còn có một đám vệ sĩ chật vật đi theo, một người trong đó chen lên, chạy chậm đến trước mặt Sở Giao, vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói, chủ tịch, thực sự là không ngăn được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.